Chương 1577, Phong Thiên Quyết cái gì? Trong lúc giằng co, lão đạo hất đầu tóc, gương mặt vẻ ngạo nghễ, vỗ vỗ ống tay áo, quay đầu lại lớn tiếng lên tiếng, hạo nhiên tông đệ tử nghe lệnh, dẫn sư thúc của các ngươi trở về tông môn, những hạo nhiên tông đệ tử nơi đây, từng người một sợ hết hồn hết vía, nhìn từng hình ảnh trên bầu trời, lại nhìn một chút lão đạo và mạnh hạo, trong chần chờ, từng người một cười khổ. Lão giả dẫn đầu thở dài, ông quyền về mạnh hạo, xoay người rời đi. Bốn phía tu sĩ cùng với những người trong tinh không dưới ánh mắt nhìn chăm chú, mạnh hạo theo hạo nhiên tông, một đường đã đi xa. Lão đạo càng đắc ý hơn, từ từ sải bước, sau đó đuổi kịp mạnh hạo, cười một tiếng ha hả bên cạnh hắn. Nhất hạo tử, ngươi cảm thấy cái tên này thế nào, có cần đổi một chút hay không? Mạnh hạo chần chờ, biết nhìn lão đạo, lại nhìn hạo nhiên tông đệ tử chung quanh rối rít trầm mặt, hắn thở dài, cái tên này không đổi cũng được, vậy cứ quyết định như vậy đi, lão đạo vỗ bả vai Mạnh Hạo, tiền bối, Mạnh Hạo đang muốn lên tiếng, lão đạo chợt trợn mắt, sư, sư tôn, Mạnh Hạo cười khổ, chuyện này, ta bị thiên thần liên minh truy nã, nếu như cùng ngài về tới Hạo Nhiên Tông, sợ là sẽ mang đến một chút phiền toái cho Hạo Nhiên Tông, nội tâm của Mạnh Hạo có chút không đành lòng. Trước đó hắn tính mượn lực lượng của Hạo Nhiên Tông, nhưng loại che chở đó của lão đạo, Khiến nội tâm hắn xúc động, hắn ngược lại không muốn kéo Hạo Nhiên Tông vào, nói nhảm, Hạo Nhiên Tông của ta ở Lạc Hà Tinh cũng là đệ nhất tông môn, trong Thiên Thần Liên Minh cũng có danh hào, sợ cái chó gì. Không phải là diệt Hắc Hồn đạo sao, đợi ngày nào đó lão đạo ta tâm tình tốt cũng đi diệt một tên. Ta cũng không tin Thiên Thần Liên Minh sẽ truy nã lão đạo ta, lão đạo không cần thiết nói, Mạnh Hạo không nói nên lời. Lão đạo này nói mặc dù có chút đạo lý, nếu mạnh hạo thực sự thành đệ tử của hạo nhiên tông như vậy coi như là một phần của thiên thần liên minh như thế xem như là việc nội bộ của thiên thần liên minh nói như vậy biện pháp giải quyết cũng quá nhiều nhưng mạnh hạo vẫn cảm thấy chuyện phát triển có lẽ cũng không phải đơn giản như lão đạo nói vậy mấu chốt nhất chính là thân phận của hắn hắn không phải tu sĩ của đệ bác sơn hải thời gian không lâu dưới sự hướng dẫn của lão đạo phía trước mọi người xuất hiện một tòa sơn môn to lớn đây là ba tòa núi cao. Trên ngọn núi điêu khắc ba pho tượng to lớn, có vô số lầu cắt san sát, giữa ba núi là một chỗ đạo tràng to lớn, làn khói lượng lờ bay lên không lên, cũng có tiếng chuông khi thì vọng lại. Trên bầu trời có tiên hạt bay múa. Trên mặt đất có vô số tiên thú nằm, làm bạn với người, nơi này chính là Hạo Nhiên Tông. Mơ hồ, Mạnh Hạo còn thấy được có thiên địa khí nồng đậm, tràn ngập bên trong tông môn. Trong khí tức đó, tồn tại một cổ chính khí không nói ra được, khiến cho cả hạo nhiên tông cho người có cảm giác tan thương chính đạo, mà những điều này chỉ là bên ngoài. Làm hai mắt của mạnh hạo hơi co rút lại, cẩn thận nhìn, nội tâm hắn chấn động mạnh, hắn cảm nhận được khí vận của Sơn Hải Giới. Hạo Nhiên Tông rõ ràng là cụ bị một chút khí vận của Sơn Hải Giới, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại có thể được gọi là cao, được Sơn Hải Giới cưng chiều, mà trên Sơn Môn, lại có bốn chữ to, cứng cáp có lực, không biết nó đã được viết bao nhiêu năm trước, đã trải qua năm tháng vô tận, như cũ có ý nhị vĩnh hằng độc đáo không tiêu tan. Bốn chữ đó là: Thay trời hành đạo, sơn hải khí vận. Hạo nhiên chi ký. Thay trời hành đạo, mạnh hạo lẩm bẩm. Theo mọi người đi vào sơn môn. Hầu như những đệ tử của hạo nhiên tông đạp vào sơn môn, đồng thời bên ngoài hạo nhiên tông, vô số cầu vòng trên bầu trời gào thét vọt đến. Những tu sĩ đuổi giết mạnh hạo trong tinh không lại tới thời khắc này đều phủ xuống, vây quanh bốn phía hắn, về phần mười đạo cảnh, cũng đều từng người phủ xuống. Mười phương vị bốn phía hạo nhiên tông tản ra tu vi dao động tự thân, làm uy hiếp, cũng có bức bách, khi tiếng động rầm rầm truyền ra, hạo nhiên chi khí bên trong hạo nhiên tông cuồn cuộn vận chuyển, bao phủ trên cả tông môn. Đây là đại trận hộ sơn của hạo nhiên tông mở ra, có thể thấy được, cả hạo nhiên tông mơ hồ, duy có thể thấy rõ, chỉ có ba pho tượng to lớn đó một người cầm kiếm một người cầm cuốn sách một người cuối cùng lại là mặc áo dài của văn sĩ chắp tay nhìn trời hạo nhiên tam thánh bên trong hạo nhiên tông những cường giả đạo cảnh đó khi nhìn đến ba pho tượng đều hai mắt hơi co lại bên trong hạo nhiên tông mạnh hạo cứng rắn bước vào lập tức liền có một cái thanh âm uy nghiêm vang vọng trong tông môn dẫn mạnh hạo tới gặp ta thanh âm nọ vọng lại tất cả đệ tử nghe được đều lập tức cung kính cúi đầu xuống duy chỉ có lão đạo kia trừng mắt giữa cất bước chạy thẳng tới ngọn núi chính giữa phía trước, mạnh hạo theo sát phía sau, hai người bay vù vù, khoảnh khắc liền bước chân vào ngọn núi. Pho tượng của ngọn núi này, chính là pho tượng ngẩng đầu nhìn trời, bên dưới pho tượng, có một tòa miếu vũ, bên ngoài miếu thờ có hai đồng tử đang ngồi khoanh chân, sau khi nhìn đến lão đạo, hai người đồng tử đều lập tức đứng dậy cúi đầu, lão đạo không nói chuyện, khí thế hung hăng đi vào bên trong miếu thờ. Ánh mắt của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, đang muốn đi vào lão đạo quay đầu lại nhìn hắn một cái vi sư tự mình đi vào là được rồi ta ngược lại muốn nhìn một chút bên trong hạo nhiên tông lão đạo ta nói chuyện còn có nghĩa hay không mạnh hạo dừng bước lại nhìn miếu thờ hắn có thể cảm nhận được bên trong miếu thờ có một sự tồn tại kinh khủng chỉ là dao động tràn ra đã khiến cho hắn cảm thấy đè nén tam nguyên là đạo chủ tứ nguyên ngũ nguyên lục nguyên đều là đạo tôn sự tồn tại bên trong miếu thờ là đạo tôn hai mắt của mạnh hạo co rút lại đối mặt đạo chủ tam nguyên hắn toàn lực có thể liều chết đánh một trận thắng bại khó liệu nhưng nếu là đạo tôn cho dù là tứ nguyên hắn cũng tất bại đạo cảnh mỗi một nguyên có sự khác biệt cực lớn mà khác biệt giữa đạo chủ và đạo tôn cũng như trời đất vậy cho nên muốn đột phá từ cảnh giới của đạo chủ bước chân vào đạo tôn khó khăn lớn lao khó có thể hình dung cũng liền chú định Bên trong sơn hải giới, đạo tôn ít có, bởi vì chỉ cần bước chân vào đạo tôn, liền cơ hồ là cụ bị tư cách. Có thể cạnh tranh tự cách, sơn hải chủ của sơn hải tại đó, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trầm mặc im lặng, yên lặng chờ đợi. Hai vị đồng tử bên ngoài miếu thờ cũng đang quan sát Mạnh Hạo. Bọn họ thật tò mò với hắn, vả lại vì chưa xuống núi, không biết lai lịch của hắn. Thời gian trôi qua, bên trong miếu thờ rất an tĩnh một trong hai người đồng tử cạnh miếu thờ không nhịn được lên tiếng, thần sắc có chút cổ quái. Còn một đồng tử khác bên cạnh thì thần sắc mang đồng tình, ngươi là đệ tử do nhất nhiên tử lão tổ thu nhận phải không? Nhìn thấy mạnh hạo gật đầu, hai người đồng tử nhìn nhau, khi lần nữa nhìn về phía mạnh hạo, đều lộ ra đồng tình, ta xem qua một chút điển tịch. 1.700 năm trước, nhất nhiên tử lão tổ thu một người đệ tử, hai tháng sau. Hắn đã chết, 1.500.000 năm sau, ông ta lại thu một người, hai tháng sau, cũng đã chết, 1.300 năm trước, người thứ ba, cũng chết, đến nay thì ngừng, nhất nhiên tử lão tổ tổng cộng thu 8 đệ tử, không có một người nào còn sống vượt qua 3 tháng, tất cả đều chết, hơn nữa kiểu chết đều rất. Quỷ dị, hai đồng tử ngươi một lời ta một lời, nói ra làm mạnh hạo sợ hết hồn hết vía, quỷ dị thế nào, mạnh hạo hỏi một câu, có người bị xét đánh chết, nghe nói không phải là đánh chết liền, liên tục giáng xuống mấy chục lần, sau khi đánh chết xong trời trong mây tạnh luôn, còn có người bị nổ tan xác trong tu luyện. Còn có người là thân thể bỗng tự nhiên bị đốt chết. Còn có khi là xui xẻo hai tháng, sau đó bị một tảng đá trên trời rơi xuống đập chết, tóm lại, chết đủ các kiểu. Mạnh hạo mở to mắt, cảm thấy có chút khó tin. Khi mạnh hạo đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên hắn nhận ra, miếu thờ vốn dĩ an tĩnh, dao động bên trong đột nhiên mãnh liệt, dường như đang tiến hành tranh chấp lại qua đi thời gian một nén nhang, lão đạo mang tức giận, cất bước đi ra từ bên trong miếu thờ, bên ngoài miếu thờ, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, sâu đậm liếc nhìn miếu thờ một cái, ngươi tuy là đạo tôn, tuy là hạo nhiên tông đệ nhất tổ, nhưng nhãn giới của ngươi, chỉ bên trong đệ bác sơn hải giới, ta không tin với tu vi của ngươi, nhìn không ra hạo nhiên chi khí trên người của đứa đồ nhi này của ta, miếu thờ an tĩnh, không có thanh âm truyền ra, lão đạo dậm chân một cái, cất bước đã đi xa khi ông ta tới gần bên cạnh mạnh hạo ông ta nháy mắt với hắn thần sắc mạnh hạo bình tĩnh xoay người đi theo hai người từ chính giữa ngọn núi nơi đây chạy thẳng tới núi cầm kiếm bên trái rất nhanh bước chân vào đỉnh núi nơi đó cũng có một chỗ miếu thờ lão đạo như cũ có tức giận lần nữa nhìn thoáng qua ngọn núi chính giữa sư tôn hay là ta đi thôi mạnh hạo chậm rãi nói hắn nhớ lại lời nói của hai người đồng tử nọ đi cái gì ngươi có thể đi tới chỗ nào? Thiên thần liên minh quá lớn, tất cả trận pháp của ngoại giới đều phong kín, ngươi chỉ cần vừa ra đi, lập tức bị mấy trăm ngàn tu sĩ đuổi giết. Cho dù ngươi có thể diệt hắc hồn đạo, ngươi còn có thể diệt thiên thần liên minh hay không? Lão đạo lập tức quát, bây giờ vẫn không làm được, mạnh hạo trầm mặt, nhàn nhạt lên tiếng, có thể làm được cũng không thể cho ngươi làm. Ngươi làm như vậy, vi sư còn có mặt mũi gì thu ngươi làm đồ đệ? thiên thần liên minh cõng con này, lão đạo đương nhiên có biện pháp truyền tống ngươi ra ngoài, ta cho ngươi tranh thủ hai tháng, hai tháng này ở đây, hấp dẫn càng nhiều người tới tới càng tốt. Bọn họ đều tới nơi này, đến lúc đó khi ngươi truyền tống ra ngoài, cũng sẽ an toàn rất nhiều, lão đạo nhìn mạnh hạo một cái, thở dài một tiếng, không có chú ý tới hắn sau khi nghe được hai tháng, sợ hết hồn hết phía một chút, đáng tiếc, ngươi vừa mới trở thành đệ tử của ta, liền gặp chuyện như vậy. Lão đạo nói tới chỗ này, bỗng nhiên nổi điên lên, ngẩng đầu chỉ vào ngoài núi, ngừng một cái mắng lớn. Sau khi lão đạo mắng xong, ông ta dậm chân một cái, chết tiệt, lão tử ta những năm này thu tám đệ tử, kết quả thu một người chết một người. Giờ đây tên thứ 9, nói gì cũng không thể để cho hắn chết, nhất hạo tử, vi sư muốn dạy ngươi đạo Pháp cường đại nhất, thần bí nhất, vô địch nhất của hạo nhiên tông ta, gọi là Đạo ở trong lòng ta, ý ở trong mắt ta, muốn cùng sơn hải phong thiên quyết, ánh mắt của lão đạo đỏ lên, nhìn Mạnh Hạo, ba chữ cuối cùng là từng chữ từng chữ lên tiếng nói ra, ngươi nếu học xong thuật này, ngày sau nhất định vô địch sơn hải giới, thần tình của lão đạo vô cùng nghiêm túc, cái này. Sư Tôn, tám đệ tử trước của người, có học cái này hay không? Cái gì phong thiên quyết? Mạnh Hạo chần chờ một chút, hỏi, không phải là cái gì phong thiên quyết, là phong thiên quyết đạo ở lòng ta ý ở mắt ta muốn phong sơn hải. Về phần mấy sư huynh đáng thương của ngươi, bọn họ dĩ nhiên cũng học, mỗi một người đều học. Đáng tiếc, đều chưa kịp học thành, liền chết rồi, lão đạo gương mặt khó coi, ông ta quả thật khó coi, không có giả dối. Đăng bởi admin, chương 1578, lão đạo. Đạo tại lòng ta, ý tại mắt ta, dục cùng sơn hải, phong thiên quyết. Cứ như vậy, Mạnh Hạo trải qua hoàng hôn đầu tiên ở Hạo Nhiên Tông này mặt trời từ từ khuất bóng ở phương xa, gió mát thổi tới khiến cho hoa cỏ đều lay động, mạnh hạo ngơ ngác nhìn người trước mặt, không ngờ lão lại có năng lực này, chỉ đứng sau sư tôn tháo sơn lão tổ, nghe đối phương nói, hình như là đang giới thiệu phong thiên quyết gì đó, pháp quyết này uy lực cực lớn lại vô cùng mạnh, sức mạnh của nó là vô địch, người sáng tạo ra pháp quyết này là thiên tài tuyệt thế của đệ bác Sơn Hải, không, phải nói là của cả Sơn Hải giới mới đúng. Vạn năm qua, thậm chí là từ khi sơn hải giới tồn tại đến nay cũng không xuất hiện một người nào có thể sánh bằng hắn người muốn tu luyện pháp quyết này trước hết phải chuẩn bị hạo nhiên chi khí sau đó cần có tâm gan dạ chứa hết cả đệ bác sơn hải trong lòng sau đó đến từng chỗ từng chỗ ở sơn hải cho đến khi đem toàn bộ cửu đại sơn hải chứa trong lòng thì mới có thể cưỡng ép sơn hải giới này nhận chủ một khi thành công dù chỉ hoàn thành bước thứ nhất của pháp quyết sau đó tiến lên bước thứ hai phong thiên 33 thiên trên cao, mỗi lần phong một tầng, tu vi sẽ tăng mạnh gấp đôi. Trên lý thuyết mà nói, sau khi phong toàn bộ 33 thiên, tu vi có thể tăng 33 lần rồi, lão đạo nói tới chỗ này, thần sắc lộ ra hồi ức. Thoạt nhìn, cả người lão tràn đầy vẻ tan thương, sau đó thì sao? Mạnh hạo trần chừ một chút, thấy lão đạo vẫn đang mê mang, không nhịn được hỏi, sau đó? Không có sau đó, khi đó ngươi đã là vô địch rồi, còn cần gì sau đó. Lại thêm những lợi ích sau này chắc chắn sẽ tốt đến không tưởng. Lão đạo trợn mắt nói, sư tôn, cái phong thiên quyết kia hẳn là do chính người sáng lập. Mạnh hạo trầm mặt một lát rồi hỏi một câu, ha, ha. Quả nhiên là đệ tử của ta, trình độ thông minh chỉ kém hơn vi sư một chút. Không sai, nếu ngươi đã nhìn ra, vi sư cũng sẽ không giấu. Ngươi nói vô cùng chính xác, ai da, bí mật này vốn đã theo vi sư 2000 năm nay. Hôm nay, ta rốt cuộc vẫn phải nói ra, Nhất Hạo tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Đạo tại lòng ta, ý tại mắt ta, dục cùng sơn hải phong thiên quyết này chính là do vi sư sáng lập. Nó là đạo pháp cường đại nhất, thần bí nhất, là đạo pháp vô thượng của Hạo Nhiên tông ta. Lão đạo vung tay áo, chỉ tay lên cao, khí thế vô cùng hiên ngang, Mạnh Hạo cười khổ, ngơ ngác nhìn lão đạo lại thấy nhức đầu, lúc này ngươi phải hoang hô chứ. Lão đạo trừng mắt nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt mang theo vẻ bất mãn, Mạnh Hạo trầm mặt. Mắt thấy lão đạo giữ động tác này đã lâu, lại nghĩ tới sự bảo hộ trước đây của đối phương, Mạnh Hạo thở dài, lấy lại tinh thần, sư tôn uy vũ, lão đạo cười ha ha, khôi phục lại dáng đứng, hãy tin vi sư. Đạo tại lòng ta, ý tại mắt ta, dục cùng sơn hải phong thiên quyết này vô cùng cường đại với tu vi của vi sư hiện tại cũng chỉ có thể phát ra một thành uy lực nhưng cho dù chỉ là một thành cũng vô cùng vô cùng cường đại một lời của lão phu có thể phủ kín hết thảy gương mặt lão đạo bạnh ra cố làm bộ dáng ngạo nghễ khi lão nói nước miếng văn tung tóe lại đây chúng ta bắt đầu tu luyện ngươi cùng ta học nào xem ta đây lão đạo vung tay áo nâng tay chỉ lên bầu trời đạo tại lòng ta lão hét lớn một tiếng thanh âm vang vọng khắp tông môn mạnh hạo tận mắt nhìn thấy những đệ tử từ đạo tràng dưới chân núi nhanh chóng chạy lên ai cũng cúi đầu nhìn động tác của sư tôn mí mắt khẽ giật giật cặp chân lão đạo cong lại thành một vòng tròn lão nâng tay lên đặt vào chính giữa cặp mắt mau học đi lão đạo nóng nảy trừng mắt nhìn mạnh hạo mạnh hạo ho khan một hồi nhớ lại sự che chở trước đây của lão hắn than thở nhưng cặp chân cũng hơi mở ra công lại thành hình tròn. Tay hắn nâng lên một cách khó khăn, "Hô đi nào." Lão đạo thúc giục, "Đạo." "Đạo tại lòng ta." Mạnh Hạo cắn chặt răng, hắn vứt bỏ hết mặt mũi mà hét lớn một tiếng, "Tốt, tốt, tốt lắm." "Nào, động tác thứ hai." Ánh mắt lão đạo sáng lên, lão cười ha ha, tay trái nâng lên, giao với tay phải trở thành một chữ thập, ý tại mắt ta. Lão đạo hét lớn, nâng tay đặt vào giữa cặp mắt mạnh hạo bất đắc dĩ bắt chước học theo dục cùng sơn hải lão đạo lại rống lên cặp chân lão vốn đã cong thời khắc này lại hung hăng ngồi chồm hổn xuống trông như con ếch rồi đột nhiên nhảy lên mạnh hạo sửng sốt cắn chặt răng nhảy lên theo phong thiên quyết lão đạo lơ lửng giữa không trung hai tay vung ra ngửa mặt lên trời rống lớn thanh âm lão to rõ trong chớp mắt truyền khắp bốn phương tám hướng cho dù là những tu sĩ chung quanh chỗ này hay ngoài sơn môn cũng đều nghe thấy rất rõ ràng sắc mặt người nào cũng vô cùng cổ quái mạnh hạo thật sự không có dũng khí hô to ba chữ phong thiên quyết này hắn cười khổ thấp giọng nói ba chữ này học theo lão đạo vung tay ra nhưng bốn phía lại không có chút biến hóa nào không sao hai tháng này ngươi phải luyện tập pháp này nhiều hơn tin tưởng vi sư vi lực pháp này là vô địch thiên địa tung hoành sơn hải diệt chí tôn Lão đạo đắc ý lên tiếng, Mạnh Hạo chỉ có thể trầm mặt, thôi, ngươi tự mình tu hành đi, ta còn phải đi làm ít chuyện. Lão đạo nói rồi vung tay lên, đi xuống chân núi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng, Mạnh Hạo thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhíu mày, suy nghĩ xem lần này phải ra khỏi thiên thần liên minh như thế nào. Chỗ này không phải là lựa chọn lâu dài. Lão đạo kia hồ đồ, nhưng đệ nhất tổ hạo nhiên tông này rõ ràng không phải như thế, không hề có ý để cho mình ở lại. Đây hết thảy đều do lão đạo cưỡng ép giữ hắn lại, cũng tốt, hai tháng cũng đủ để thương thế của ta hoàn toàn hồi phục. Trong mắt mạnh hạo, hàng ý nhoáng lên một cái. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt tĩnh tọa trị thương, không lâu sau, xa xa có tiếng đổ vang truyền đến, một đạo cầu vòng bay lên ngập trời, trong cầu vòng có một thân ảnh dường như đang muốn trời đi. Mạnh hạo lập tức mở mắt ra, nhìn qua bên kia nơi đó là truyền tống trận của hạo nhiên tông, cặp mắt mạnh hạo hơi lóe lên một cái. Hẳn trầm ngâm hồi lâu, rồi lại tiếp tục trị thương, thời gian trôi qua, nháy mắt cũng đã qua 10 ngày. 10 ngày này, mạnh hạo khi thì nhìn đệ tử hạo nhiên tông tu hành dưới chân núi, cảm thụ khí vận sơn hải giới này cùng hạo nhiên chi khí. Chỉ đáng tiếc là mỗi ngày hắn chỉ có thể tiến hành trị thương được một nửa, những lúc khác đều bị lão đạo lôi đi tu luyện kia cái phong thiên quyết gì đó. Mạnh hạo ban đầu không tiện cự tuyệt, nhưng dần dần cũng có chút không kiên nhẫn. Bất quá cũng may trên người hắn không gặp chuyện cổ quái, xui xẻo gì như xét đánh chẳng hạn. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng vừa nghĩ tới lúc trước lão đạo đứng trước mặt mình mà chống đối tu sĩ cả tinh không, mạnh hạo liền không thể lên tiếng. Cứ như vậy, mặc dù hắn vẫn học nhưng phần lớn đều là lấy lệ, cho đến một ngày, trong lúc xuống núi, mạnh hạo đi ngang qua thung lũng, Hắn vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai đệ tử, nhất nhiên Tử sư tổ lại nổi điên rồi. Hơn 10 ngày nay, hôm nào người cũng mở truyền tống trận ra, ít nhất cũng phải 10 lần, lần nào cũng truyền tống đến một nơi đổ nát ngổn ngang. Chẳng biết người rốt cuộc là muốn làm gì, mỗi lần truyền tống trận mở ra đều phải tốn không ít linh thạch, cứ tới tới lui lui như thế, ai cũng bất bình, không còn cách nào. Hai người đệ tử thở dài. Nội tâm mạnh hạo chấn động hắn trầm mặt rồi phóng đến chỗ truyền tống trận. Ở đây, lão đạo đang lấy linh thạch ra đưa cho đệ tử phụ trách chỗ này, an bài họ mở truyền tống trận, mà từ trong truyền tống trận đi ra, đều là linh thú, chỉ có điều bộ dáng biến đổi gần giống hình người, nhận ra mạnh hạo, lão đạo quay đầu, liếc nhìn hắn một cái rồi cười ha ha, đồ nhi ngoan lại đây, đi nào, chúng ta tiếp tục đi luyện phong thiên quyết. Lão đạo cất bước, lôi mạnh hạo chạy thẳng tới ngọn núi. Mạnh Hạo vẫn cứ trầm mặt. Lúc luyện tập phong thiên quyết, mỗi một động tác, thậm chí thanh âm hô lên của hắn, đều không có chút lười biến nào. Luyện tập đến mấy canh giờ, cuối cùng cũng xong, Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Sư Tôn mấy ngày nay không ngừng mở truyền tống trận ra là vì cái gì? Vì cái gì? Vì ngươi chứ sao? Ta nói ngươi tiểu tử này ngày thường trình độ thông minh chỉ kém hơn so với lão phu chút điểm. Bây giờ làm sao lại đần như vậy? Ngươi ở nơi này chỉ có hai tháng. Hai tháng sau, ngươi phải truyền tống rời đi. Nhưng dù bị phong tỏa, không thể trực tiếp rời khỏi Thiên Thần Liên Minh, nhưng ngươi vẫn có thể truyền tống đến khu vực gần cửa ra vào, chỉ là có rất nhiều cách quấy rầy trong khi truyền tống, thậm chí truyền tống được một nửa cũng có thể bị người ta làm gián đoạn, cho nên vì để ngừa bất trắc, ta muốn làm cho vàng thau lẫn lộn a, à, mỗi ngày ta đều mở truyền tống trận ra vô số lần, liên tục mấy tháng sẽ khiến những kẻ muốn tìm ngươi mỗi lần vô hụt sẽ dần dần mất đi kiên nhẫn có như vậy ngươi mới có thể từ trong hỗn loạn mà trực tiếp truyền tống ra ngoài lão đạo kinh ngạc lên tiếng nội tâm mạnh hạo chấn động hắn nhìn lão đạo cái người lúc trước rất xa lạ với hắn trong thời gian ngắn đã khiến mạnh hạo hai lần xúc động tại thế giới tu chân lạnh như băng này giữa người với người chỉ có thói quen lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt khoảnh khắc cảm động như vậy càng trở nên trân quý càng làm người ta khắc cốt ghi tâm cả đời không thể quên có lẽ cũng chính vì loại phẩm chất này vẫn tồn tại mới khiến cho tu sĩ bất kể tu vi nào cũng đều là người mà không phải cầm thú. Mạnh Hạo nhìn lão đạo, ông quyền, cúi đầu thật sâu, lần tiếp nhận này, Mạnh Hạo không làm lấy lệ mà rất nghiêm túc cùng lão đạo luyện tập Phong Thiên Quyết kia. Mặc dù hắn biết, pháp quyết này hoàn toàn do lão đạo tưởng tượng ra, căn bản không phải là một đạo pháp mà chỉ là một ảo tưởng viễn vông của lão mà thôi. Trong mấy ngày này, hắn biết được Lão đạo năm đó không phải như thế này, mà là trong một lần ra ngoài, bản thân bị trọng thương, đạo lữ bỏ mình, hài tử của hắn cũng chết đi trong thời gian đó, chỉ còn lại một mình hắn về tới tông môn, lúc này đã hôn mê bất tỉnh, trong tay còn cầm một tấm da lớn bằng bàn tay, sau lần đó, lão đạo trở nên điên khùng. Trong lần ra ngoài kia, cả nhà bọn họ gặp phải chuyện gì thì lão đạo chưa từng đề cập qua một lần. Cho dù tông môn muốn đi điều tra cũng không tìm ra chút dấu vết nào. Chỉ là rất lâu sau đó, lão luôn ngồi một mình trên đỉnh đầu pho tượng, ngắm nhìn bầu trời rồi cười ngây ngô. Lão điên cuồng cười mà không nhận ra lệ đã rơi đầy mặt, vào đêm trăng tròn một tháng sau, Mạnh Hạo cũng đã một lần được tận mắt chứng kiến. Hắn không nghe ra được thanh âm kia là khóc hay là cười. Đăng bởi admin, chương 1579, lực lượng vô thượng. Khi nghe tiếng cười cứng rắn kia, sẽ khiến người ta có chút kinh hãi nhưng nếu nghe lâu mới thấy tiếng cười kia như mang theo tiếng khóc ai cũng cảm nhận được một sự bi ai khó có thể hình dung mạnh hạo kinh ngạc nhìn thân ảnh lão đạo trên pho tượng trầm mặc một hồi rồi nhắm nghiền hai mắt không muốn quấy rầy đối phương bởi vì hắn có thể nhìn thấu vào giờ khắc này lão đạo đang ở trong thế giới của chính mình trời vừa sáng thân ảnh của lão đạo đã biến mất xuất hiện trước mặt mạnh hạo lúc này vẫn là một lão già có chút hồ đồ không đáng tin cậy đi 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 nào Đồ nhi ngoan, cùng vi sư hét lớn. Mạnh Hạo mở mắt ra là thấy ngay lão đạo vui vẻ linh động, dường như không tim không phổi, thời gian trôi qua, bên ngoài Hạo Nhiên Tông, tu sĩ tới ngày càng nhiều, che phủ trời đất. Sợ là trên trăm vạn tu sĩ đều bị Mạnh Hạo hấp dẫn mà đến đây, mấy ngày này đối với Hạo Nhiên Tông mà nói, áp lực cực lớn. Để bảo vệ núi, trận pháp mỗi thời mỗi khắc đều phải luôn mở ra, các đệ tử đều lên tinh thần, không dám có chút sơ ý mọi thời điểm đều phải cảnh giác, cường giả đạo cảnh cũng lần lượt kéo đến bên ngoài hạo nhiên tông, cũng phải có đến 20 đạo cảnh, khiến cho cả thiên địa đều tràn ngập một áp lực khủng khiếp, mặt đất bị những tu sĩ này dẫm đạp ầm ầm rung chuyển, bầu trời cũng vạn vẹo, phát ra uy lực cực lớn, dường như cả thiên uy cũng phủ xuống nơi đây. Các đệ tử hạo nhiên tông đều mất đi nụ cười ngày trước. Bọn họ nhìn về phía mạnh hạo đang ở trên ngọn núi, trong mắt lộ ra chút chán ghét mặc dù bọn họ là hạo nhiên tông, tu chi khí hạo nhiên, nhưng dưới áp lực lớn như vậy, tông môn lại đang trong tình thế nguy cấp, bọn họ chung quy không cách nào tránh khỏi, đành trút hết thảy oán hận lên kẻ đầu têu gây họa, mạnh hạo rất ít khi xuống núi. Hắn yên lặng ngồi trên núi, nhìn truyền tống trận mỗi ngày mở ra 10 lần, thậm chí là mấy mươi lần, mà mỗi lần đều có một thân ảnh bị truyền tống ra ngoài, thậm chí thỉnh thoảng. Trong thời gian ngắn mỗi truyền tống trận đột nhiên liên tục truyền tống mấy mươi lần, phá vỡ quy luật truyền tống, khiến cho lực lương truyền tống của những tu sĩ thiên thần liên minh ở bên ngoài bị phá vỡ. Thật khiến người ta mệt mỏi, còn khoảng hơn 20 ngày nữa mới tròn 2 tháng, vào một buổi trưa, lão đạo đi tới trước mặt mạnh hạo, cùng mạnh hạo luyện tập phong thiên quyết, lão đạo bỗng nhiên lên tiếng, thời gian còn không sai biệt lắm. Để phòng ngừa bị người khác tính ra thời gian, hôm nay, ngay lúc này, ngươi hãy lập tức rời đi, mạnh hạo đôi mắt ngưng tụ ngẩn đầu nhìn lão đạo, hắn trầm mặt đứng lên, ông quyền hướng về lão đạo cúi đầu thật sâu. hai người nhoáng lên một cái chạy thẳng tới truyền tống trận. một màn như vậy cũng không phải lần đầu, mấy ngày nay hai người thường như thế, chẳng những nhiễu loạn nghe ngóng của người ngoài, mà còn nhiễu loạn nhãn tuyến bên trong hạo nhiên tông. sau khi họ đến truyền tống trận, lúc này truyền tống trận đang chuẩn bị mở ra, bên trong có một thân ảnh đang đứng, chờ đợi truyền tống trận mở ra. bốn phía có đệ tử phụ trách truyền tống trận thấy một màn này cũng không kinh sợ, lại càng không để ý tới. Sau khi truyền tống ra ngoài, nếu hết thảy đều thuận lợi, ngươi sẽ xuất hiện ở lối ra của thiên thần liên minh. Vì cửa ra biên giới quá lớn, liên minh rất khó phong kính toàn bộ, đó là cơ hội cho ngươi, dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp xông ra, phải rời khỏi thiên thần liên minh, ngươi sẽ được an toàn. Mà một khi bị người khác chặn lại trên đường, bị phá hủy truyền tống, ngươi cũng phải lưu ý xóa đi phương hướng ánh sáng của truyền tống sau khi bước chân vào truyền tống trận, hết thảy đều nhờ vào chính ngươi. Lão đạo nhìn mạnh hạo, khàng khàng lên tiếng, bỗng nhiên vung tay áo. Trong phút chốc, truyền tống trận này liên tục truyền tống mấy mươi lần, tiếng động rầm rầm ngập trời. Trận pháp được thi triển tỏa ánh sáng rực rỡ, sau chừng nửa nén hương, hết thảy đều dừng lại, tần suất truyền tống trận dần dần chậm lại. Lão đạo lại đột nhiên lên tiếng, đi vào, đôi mắt mạnh hạo lóe lên. Hắn không chần chờ, cất bước trực tiếp đi vào bên trong truyền tống trận. Khoảng khắc thân ảnh hắn bước vào, Mạnh Hạo thấy được bên ngoài Hạo Nhiên Tông, không ngờ ngay tại lúc đó, có vô số ánh sáng của truyền tống đồng thời bạo phát, dường như tần suất truyền tống muốn đi theo Mạnh Hạo, đang truyền tống ra ngoài, thần sắc Mạnh Hạo biến đổi. Bỗng nhiên đúng lúc này, bên ngoài truyền tống trận, lão đạo trực tiếp bước vào bên trong truyền tống trận, nâng tay lên bắt lấy Mạnh Hạo, lôi hắn ra ngoài, trong chớp mắt, gần như lúc truyền tống trận này mở ra lão đạo đã trực tiếp mang mạnh hạo từ bên trong truyền tống trận ra ngoài thân thể lão nhoáng lên một cái bay thẳng lên bầu trời với tốc độ cực nhanh phút chốc đã vọt tới hạo nhiên tông vô sĩ nhất nhiên tử ngươi chẳng lẽ thật sự muốn chống đối với thiên thần liên minh chết tiệt một loạt tiếng gào thét từ hạo nhiên tông truyền đến phóng tầm mắt nhìn ra đã thấy đạo cảnh ở bên ngoài ánh sáng từ truyền tống trận phát ra khiến bọn họ khó mà vọt đến bởi lão đạo nắm giữ thời gian vô cùng xảo quyệt, khi trận pháp hoàn toàn mở ra, trong chớp mắt bọn họ không thể đi ra ngoài, chỉ có thể nhất nhất đều bị truyền tống rời đi, còn những người không bị truyền tống đi nơi khác, lúc này rối rít gào thét, hóa thành cầu vòng bay thẳng tới chỗ lão đạo, mạnh hạo ánh mắt chớp động, hết thảy mọi chuyện lão đạo đều không nói trước với hắn, hiển nhiên bao gồm cả truyền tống trận này, bất luận là kéo dài hơn một tháng nay, hay ám độ trần thương lần này, toàn bộ đều là mồi nhữ mục đích chính là để lừa gạt cường giả thiên thần liên minh lão đạo này căn bản không muốn cho mạnh hạo từ truyền tống trận rời khỏi hạo nhiên tông bởi vì không an toàn có quá nhiều lỗ hổng bất quá lão làm rất thật thế nên rất nhiều người bị lừa thời khắc này cho dù vẫn không cam lòng nhưng thân ảnh vẫn bị tiêu tán ở truyền tống trận thậm chí một tháng trước lão đạo đã mở truyền tống trận muốn đem mọi sự chú ý của tu sĩ thiên thần liên minh đều tập trung trên truyền tống trận thậm chí còn chặn các giới bên ngoài lại tất cả các điểm trên truyền tống đều bố trí lượng lớn tu sĩ còn có những người đại năng có thần thức chuyên môn bao vây xung quanh chuẩn bị cùng nhau cắt đứt ánh sáng của truyền tống lạc hà tinh nếu như ở chỗ này mạnh hạo thực sự rời đi hắn sẽ không có khả năng thành công giữa đường nhất định sẽ bị đuổi đánh tiếng nổ vang vọng lão đạo mang mạnh hạo chạy thẳng lên trời với tốc độ cực nhanh phút chốc đã chạy đến lạc hà tinh nội tâm mạnh hạo chấn động dữ dội Hắn nhìn lão đạo, nội tâm càng thêm xúc động, phía sau bọn họ, lúc này có một tiếng gào thét truyền đến, sáu đạo cầu vòng với tốc độ nhanh nhất bay đến, bên trong chính là sáu đại năng đạo cảnh, phía sau sáu người là vô số thân ảnh của các tu sĩ còn lại, bọn họ đều bay lên đuổi theo lão đạo và Mạnh Hạo, thiên địa bởi vậy mà biến hóa không ngừng. Trong phạm vi Thiên Thần Liên Minh, ánh sáng của truyền tống phát tán ra tứ phía, các tu sĩ nghe được tin lập tức rời khỏi nơi bảo vệ nhanh chóng đi đến bên này, rút dây động rừng, lão đạo đột nhiên thay đổi khiến cho tất cả bố trí đều bị rối loạn. Thời khắc này, trong tiếng nổ tầm ầm, lão đạo cùng mạnh hạo bước chân vào tinh không, theo ta. Đôi mắt lão đạo phát ra ánh sáng, lão phất tay một cái, lập tức xuất hiện một chiếc phi toa, cùng với mạnh hạo đứng lên phía trên. Ầm một tiếng, phi toa bạo phát tốc độ kinh người, xông vào tinh không, trong nháy mắt, thân thể mạnh hạo chấn động mạnh. Hắn cúi đầu nhìn chiếc phi toa, "Đây là, đồ nhi ngoan, vi sư sao có thể bỏ qua cho những người muốn hại tánh mạng của ngươi?" Tất cả truyền tống trận ở Hạo Nhiên Tông sớm đã bị người khác cố định, mà cho dù không bị theo dõi, vi sư cũng không yên lòng, ta chỉ yên tâm khi ta tự mình làm truyền tống trận, chiếc phi toa này chính là truyền tống trận. Ngươi khoanh chân ngồi xuống, dung thần váp bên trong phi toa, tốc độ càng nhanh, lực lượng truyền tống càng lớn. Ta cũng không tin những người này còn có thể coi thường truyền tống phi toa của lão phu, lão đạo đắc ý lên tiếng, vung tay về phía sau, trong tiếng nổ tầm ầm, cả sáu đạo cảnh đang đuổi giết cũng đồng thời xuất thủ, cùng cách không chống lại mục kích của lão đạo, thân thể lão đạo chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cho dù là lão có mạnh mấy đi nữa, nhưng đối mặt với sáu đạo cảnh vẫn có chút chênh lệch, chương 1580, không cho ta đi. Mạnh hạo thấy được chính ngọn núi, lại thấy được chính biển hắn lại thấy trong chính núi chính biển này, không ngờ lại có một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy tự hồ bị pháp thuật của lão đạo gọi trở về, chỉ tay đánh xuống những tu sĩ đang muốn đuổi theo giết, chỉ một chỉ tay này, tinh không giống như bị tróc đi, toàn bộ đều cuốn ngược lại khiến những tu sĩ kia bị dọa đến hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau. Thời khắc này, cho dù là cường giả đạo cảnh cũng phải biến sắc, phong thiên quyết này, rất nhiều người biết đây là do nhất nhiên tử hạo nhiên tông chế tạo ra ngay thường nhắc tới, phần lớn ai cũng cho là trò cười, không một người nào nghĩ tới, giờ này ngày này, lão đạo lại thi triển toàn bộ đạo Pháp, giải phóng một lực lượng vô thượng khiến cho tất cả mọi người đều chấn động, vô số tu sĩ phun ra máu tươi, mấy đạo cảnh đại năng khóe miệng cũng tràn máu. Người khổng lồ kia, giống như là đại diện cho lực lượng Sơn Hải, nhưng không đã thương người, mà là phong, một chỉ tay phong thiên, thiên có thể phong, huống hồ là người, trong chớp mắt, một chỉ tay đánh xuống trên người của tất cả tu sĩ ở đây đều xuất hiện dấu hiệu bị phong ấn từng người phun ra máu tươi thân thể mất thân bằng trong tinh không toàn bộ đều bị thổi bay phong thiên quyết không có khả năng chỉ là pháp thuật nhất nhiên tử trong lúc hồ đồ sáng lập ra làm sao có thể có được uy lực lớn đến vậy mọi người ồ lên thân thể lão đạo run rẩy phun ra một nguồn máu tươi lão lập tức bước đi vì không muốn để cho hạo nhiên tông đem lại nhiều phiền phức lão không tiếp tục xuất thủ, chỉ quay đầu lại nhìn, thấy được đạo cầu vòng rực rỡ trong truyền tống trận đã biến mất, trong ánh sánh chói lóa, lão loán thoáng thấy được mạnh hạo cùng những tu sĩ bốn phía đều đang chấn động mạnh, đồ nhi ngoan, đây chính là phong thiên quyết. Lão đạo đứng trong tinh không, nhàn nhạt lên tiếng. Tất cả tu sĩ chung quanh lão đều bay tung, khiến cho mọi người đều chú ý đến lão, một loại khí tức khỏ tả từ trên người lão tản ra. Giờ khắc này, lão không còn vẽ hồ đồ cùng không đáng tin nữa, mà lại có dáng vẽ tiên phong đạo cốt khí chất phi phàm, lão cất bước đi không hề để ý tới những tu sĩ ở đây, theo hướng lạc hà tinh đi về hạo nhiên tông. ở một tinh không khác trong thiên thần liên minh, chỗ gần cửa ra của thiên thần liên minh, nơi này không phải là một điểm truyền tống được ghi chép nào mà chỉ là một viên vẫn thạch lơ lửng trong tinh không. thời khắc này vẫn thạch đột nhiên tỏa sáng. Ánh sáng từ trong vẫn thạch tràn ra trong phút chốc xuyên thấu không gian. ầm um, một tiếng vẫn thạch tan vỡ chia năm sẽ bảy lộ ra một tòa bệ đá ở bên trong. Bệ đá này tràn ngập các khe nứt giống như nó không thể kiên trì được lâu nữa. Trận pháp khắc trên đó giờ phút này hoàn toàn vận chuyển rất nhanh. Một chiếc phi toa từ trong khe nứt truyền tống đến. Phi toa mới vừa xuất hiện, bệ đá này liền không thể thừa nhận được nữa mà ầm um ầm um vỡ vụn. Cùng lúc đó phi toa kia cũng khó mà tiếp tục tồn tại hóa thành tro bụi thân ảnh mạnh hạo xuất hiện trong tinh không bốn phía rất an tĩnh không có có bất kỳ một âm thanh nào mạnh hạo quay đầu lại nhìn về phía xa xa trong mắt của hắn thời khắc này còn lưu lại xúc động phong thiên quyết mạnh hạo lẩm bẩm hắn chẳng thể nghĩ tới thuật pháp thoạt nhìn rất tức cười kia trong tay lão đạo thi triển ra không ngờ lại bạo phát ra một lực lượng kinh người như vậy một người lại có thể phong ấn mấy chục vạn tu sĩ loại đạo pháp này đã không còn là đạo bình thường mà đã lên đến một trình độ rất cao có thể tưởng tượng được nếu trong một cuộc đại chiến thì một mình lão đạo cũng có thể nghịch chuyển càng khôn loại đạo pháp như thế này dù mạnh hạo đã tu hành nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy được nhưng càng làm cho hắn cảm thấy tim đập trộn lên là khi hắn ở hạo nhiên tông kia hơn một tháng lão đạo đã bắt hắn luyện tập đạo pháp này hàng trăm lần kiến thức kiến thức chỉ có đi nhiều nhìn nhiều, trải nghiệm nhiều mới có thể biết được. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngoài đạo pháp ra còn có một loại đạo mạnh hơn. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Hắn thu hồi tầm mắt, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đối với lão đạo, Mạnh Hạo rất cảm kích. Đây là tính tình của Mạnh Hạo. Đối với tất cả những người giúp đỡ hắn, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Cúi đầu xong, Mạnh Hạo biết rằng lúc này không phải là lúc để cảm khái. Hắn xoay người, nhán một cái đã chạy thẳng về phía xa lao về phía biên giới thiên thần liên minh biên giới thiên thần liên minh có mấy tinh tú được tạo ra làm truyền tống môn hộ còn lại đều là biên giới dài đằng đẵng những tinh tú kia trấn giữ chặt chẽ ta khó có thể đột phá về phần biên giới kia mới là sơ hở để ta tấn công mạnh hạo quyết định tốc độ càng nhanh hơn thừa dịp không gian trống trải hắn tăng tốc chạy thẳng về phía trước thời gian cứ thế trôi qua một ngày sau trước mặt Mạnh Hạo xuất hiện một bạch tuyến. Nhìn từ xa, bạch tuyến này chẳng là gì nhưng lần gần mới thấy, đó là một bức tường thành màu trắng, hư vô vô cùng, kéo dài đến vô tận. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua một cái, hắn đứng ngoài bạch tuyến, có chút chần chừ. Không lâu sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra hàng ý, thân thể nhoáng một cái nhanh chóng hóa thành một luồng sáng, bay thẳng đến bức tường thành kia, tốc độ của hắn cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đến gần. ầm một tiếng, Cả người hắn xông vào trong tường trắng, tu vi bạo phát, thậm chí lực lượng trí tôn kiều trong cơ thể cũng nổ vang khiến cho bức tường thành kia phải rung chuyển dữ dội. Trách một tiếng, xuất hiện một khe nứt, đúng lúc mạnh hạo định xông ra, đột nhiên thân thể hắn dừng lại, một luồng nguy hiểm không cách nào hình dung xuất hiện khiến hắn biết sắc. Trong hư vô, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng, trực tiếp bao phủ quanh người mạnh hạo giống như muốn trói chặt hắn, người ở trong thiên thần liên minh không một ai có thể yên bình rời đi một thanh âm bình tĩnh vang vọng trong không gian một khuôn mặt hư ảo đột nhiên xuất hiện chính là vị lão giả ngày đó mạnh hạo trong mắt ngập tràn hàng ý hắn hừ lạnh một tiếng tiếp tục đi về phía trước ầm uhm, một tiếng bức tường trắng tan vỡ mạnh hạo bay về phía xa nhưng ngay lúc hắn cho rằng mình sắp ra khỏi phạm vi của thiên thần liên minh phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một bạch tuyến đó là bức tường trắng thứ hai từ xa nhìn lại có thể thấy tường trắng không chỉ có hai bức mà có đến ba bốn bức kéo dài vô biên vô tận rậm rạp chằng chịt có lẽ phải có đến một trăm ngàn bức tường như thế trong nháy mắt sắc mặt mạnh hạo vô cùng khó coi thiên thần liên minh không phải nơi ngươi nói đến là đến nói đi là đi mặc dù có nhất nhiên tử tương trợ ngươi vẫn không thoát được lời lão già lại vang lên ngay lập tức xung quanh hắn xuất hiện từng đạo truyền tống trận có hết thảy mười lăm cái trong những truyền tống trận này đều có những thân ảnh mơ hồ biến ảo mắt nhìn thấy truyền tống trận đánh tới thời khắc này mạnh hạo chỉ có một lựa chọn lập tức trốn đi nhưng lão già kia lại xem thường quyết định của mạnh hạo trong nháy mắt mạnh hạo nhìn thấy những truyền tống trận kia cũng là lúc hắn nhìn thấy khuôn mặt hư ảo của lão già vốn dĩ ngươi không có cách nào đánh chết ta được chỉ có thể khống chế những lực lượng ở biên giới thiên thần liên minh mạnh hạo bỗng nhiên lên tiếng Thần sắc lão già cũng chợt biến đổi, đúng lúc này, tu vi trong cơ thể mạnh hạo bạo phát ngập trời, la thiên đạo tiên nổi lên, thân thể đạt đến đỉnh phong. Ầm uhm, một tiếng, cả người hắn không hề bỏ chạy mà chạy thẳng tới trận pháp trong những truyền tống trận kia, trong khoảnh khắc hắn tới gần, tay hắn nâng lên, đánh xuống một quyền sát thần, một quyền này đánh xuống, đâm thẳng vào một truyền tống trận khiến cho trận pháp bị phá vỡ, lập tức vặn vẹo. Tu sĩ bên trong truyền tống đi tới biến sắc mặt, rối rít gào thét, nát. Mạnh hạo nhàn nhạt lên tiếng. ầm một tiếng, truyền tống trận lập tức tan vỡ, thân thể các tu sĩ bên trong vặn vẹo, trực tiếp tan rã. Chỉ có cường giả là tránh được nguy hiểm, muốn tiếp tục đánh xuống nhưng không thể, tiểu bối. Lão già kia rống giận hét lên trong tinh không nhưng vô sự vô bổ, mạnh hạo căn bản là ngoảnh mặt làm ngơ, thân thể khẽ lay, lại dán thêm một quyền, một quyền, lại một quyền, rầm rầm rầm, trong chớp mắt lại có 3 truyền tống trận tan vỡ. Mắt thấy 11 cái trận pháp khác sắp hoàn thành, thân ảnh truyền tống bên trong cũng trở nên rõ ràng, Mạnh Hạo bỗng nhiên cười lạnh, nâng hai tay lên, hướng về phía dưới nhấn mạnh một cái, chí tôn kiều, rầm rầm rầm, chí tôn kiều chợt từ trong cơ thể Mạnh Hạo bộc phát ra, mạnh mẽ phủ xuống. Khi chí tôn kiều phủ, uy áp bạo phát, trong chớp mắt, bốn truyền tống trận trực tiếp tan vỡ. Sau đó lại có thêm năm tòa chia năm xẻ bảy duy chỉ có hai truyền tống trận trong khoảnh khắc này rốt cuộc cũng hoàn thành quá trình truyền tống đồng thời vỡ nát thân ảnh bên trong vọt ra tổng cộng có gần trăm tu sĩ dẫn đầu là hai người một người toàn thân mặc áo bào màu máu người còn lại là một thanh niên sau lưng có thân ảnh thiên thần hai người vừa ra khí thế không tầm thường nhưng rất nhanh hai người bọn hắn liền biến sắc khi thấy rõ hoàn cảnh bốn phía bọn hắn thà rằng bản thân không hiện ra tình huống hiện tại trong 15 truyền tống trận chỉ có hai cái truyền tống thành công. Điều này làm nội tâm bọn họ trầm xuống, khi nhìn thấy Mạnh Hạo, hai người này bỗng nhiên lui về phía sau, bọn chúng đuổi giết Mạnh Hạo nhưng giờ này người bỏ chạy lại là chúng, nếu ngươi đã không cho ta đi, thì ta ở đây sẽ chém giết thoải mái một phen. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua những khuôn mặt hư ảo đang gầm thét kia, hắn khẽ cười lạnh, thân thể nhoáng lên một cái bay thẳng tới chỗ những tu sĩ này, gần trăm tu sĩ, thời khắc này, từng người một đều cảm thấy da đầu tê dại. Mắt thấy mạnh hạo đến, khí thế ngập trời, bọn họ liền cấp tốc lui về sau. Nếu người đến nhiều hơn một chút, hoặc là có đạo cảnh ở đây thì bọn họ còn có thể vây chiến. Nhưng giờ nếu là trực tiếp đối mặt với mạnh hạo, không ai có dũng khí. Dù sao, người có thể tiêu diệt cả nhà hắc hồn đạo, hẳn là kẻ cực kỳ đáng sợ, còn muốn chạy. Trong mắt mạnh hạo ngập tràn sát y, hắn bị đuổi giết mãi cũng phiền lòng. Thời khắc này, thân thể một bước đạp xuống, cả người hóa thành đại bàn xanh, đuổi kịp một người, móng vuốt bóp nát đất đá kia trực tiếp chụp lấy đầu tên kia. Trắc một tiếng, mau tươi văng khắp nơi, mạnh hạo lại xuất hiện trước mặt một tu sĩ khác, thân ảnh hắn hóa thành một đạo thanh quan đánh tới, nơi hắn đi qua đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai người thanh niên phía trước trong khoảnh khắc này hoàn toàn tê dại, không ngờ tên kia nhanh như vậy đã đuổi tới một người trong đó thân thể phịch một tiếng hóa thành sương mù đỏ, nhanh chóng bỏ chạy, người kia rống lớn, trong phút chốc hóa thành tàn ảnh. Thì ra là ngươi, mạnh hạo nhìn vào mảng sương mù đỏ kia, không để ý đến tên kia nữa, chạy thẳng đến mảng sương mù. Đăng bởi Admin, chương 1581, sơ ngộ mạnh gia. Không phải ta. Trong sương mù đỏ truyền ra thanh âm kinh hải của thanh niên, hắn chính là thân ảnh hơn một tháng trước phủ xuống lạc hà tinh, chỉ có điều bị lão đạo mang đi mạnh hạo, cho nên miễn một kiếp, lúc này lần nữa gặp lại, sương mù đỏ tốc độ cực nhanh, nhưng mạnh hạo tay phải nâng lên một chỉ tay, lập tức yêu phong để bắt cấm trong nháy mắt phủ xuống, khiến cho sương mù đỏ vừa xuất hiện, mạnh hạo đã cất bước tới gần, vung tay phải lên, một cổ gió lốc ầm ầm nổ tung trong sương mù này, sương mù tản ra, lộ ra thanh niên mặc áo bào đỏ bên trong kia, thanh niên này sắc mặt biến hóa, hai tay bấm quyết hướng về mạnh hạo một chỉ tay, lập tức toàn thân máu huyết mạnh hạo trong nháy mắt nghịch chuyển, ngay cả tu vi cũng đều dường như nghịch động, khiến cho thân ảnh dừng lại, bộ mặt một mảnh đỏ thẫm, thanh niên kia trong mắt sát cơ sáng lên, không ngờ không bỏ chạy, chợt xoay người, hai tay nâng lên, chạy thẳng tới mạnh hạo ầm ầm mà đến, cùng lúc đó, ở phía sau thanh niên này, trong hư vô không ngờ đi ra một lão già, lão già này liên tiếp âm trầm, sau khi hiện thân cũng vết hướng mạnh hạo, lão già này hiển nhiên là người hộ đạo của thanh niên kia hai người đồng thời xuất thủ thế như sấm chớp nhưng đang lúc bọn hắn đánh tới mạnh hạo bỗng nhiên nở nụ cười nụ cười của hắn xuất hiện giống như sấm sét ở nội tâm lão già kia nổ tung nhưng không đợi bọn hắn có phản ứng gì thân thể mạnh hạo như tia chớp hướng về phía trước đến trước mặt lão già tay phải nâng lên một quyền hai quyền ba quyền sau ba quyền thân thể lão già này ầm một tiếng trực tiếp nổ tung chia năm xẻ bảy hình thần câu diệt cho đến khi chết hắn đều chưa kịp phát ra lời nào cho dù một tiếng hét thảm, trong nháy mắt thuấn sát. Thanh niên áo bào đỏ hai mắt co rút lại, thân thể đang muốn lui về sau, mạnh hạo đã nháy mắt tới gần, tay phải nâng lên, như giết lão già kia, một quyền rơi xuống, ngươi không thể giết ta, phụ thân ta là huyết ấn tông tông, không đợi thanh niên áo bào đỏ này nói xong, mạnh hạo đã rơi xuống một quyền, ầm một tiếng, thanh niên này thân thể run rẩy, cúi đầu, ngực của hắn xuất hiện từng đạo khe nứt có một cỗ lực lượng cùng bạo trong cơ thể bạo phát, tràn ngập toàn thân, cho đến cả người đều là khe hở vỡ vụn, ngay cả linh hồn cũng đều phá thành mảnh nhỏ. "Ngươi nói sớm a." À, Mạnh Hạo nhíu mày, hắn cảm thấy không nên giết người này, đã có lão tử tốt như vậy, nghĩ đến có thể bán được một cái giá tiền không tồi. Đáng tiếc, đối phương nói đã muộn, ta vốn chỉ có một tên địch nhân hắc hồn đạo, một khi đã có nhiều tu sĩ muốn tới giết ta như vậy, vậy thì để cho chúng ta nhìn một chút. Trận này ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Mạnh Hạo bỏ máu tươi trong tay đi, trong mắt một mảnh sát cơ, xoay người nhoáng lên một cái, biến mất vô ảnh. Hai ngày sau, trong phạm vi Thiên Thần Liên Minh, một chỗ đuổi giết Mạnh Hạo, đội ngũ tu sĩ ước chừng khoảng hơn 100 người, đang trên đường đột nhiên gặp Mạnh Hạo, dưới tình trạng không có đạo cảnh trấn giữ, chỉ là thời gian hơn 10 hít thở, hơn 100 người này toàn bộ diệt vong, lại một ngày nữa qua đi, ở một khu vực khác lần này là hơn 300 tu sĩ cũng diệt tuyệt. Cả thiên thần liên minh chấn nộ, vô số tu sĩ càng phạm vi lớn đuổi giết Mạnh Hạo, dường như có thể khóa được vị trí của Mạnh Hạo, chỉ có điều Mạnh Hạo biến hóa quá nhanh, khiến cho khi cường giả đạo cảnh thường thường đến, Mạnh Hạo đã đi xa. Vào ngày thứ sáu, một đám đệ tử thiên thần đạo bản thân gặp Mạnh Hạo, dưới giết chóc, mọi người toàn bộ hình thần câu diệt. Chuyện này khiến tu sĩ thiên thần liên minh càng chấn động hơn, nhưng kế tiếp, ở ngày thứ bảy đã xảy ra một sự kiện đại sự khiến người đuổi giết Mạnh Hạo giảm nhanh, thậm chí cao tầng thiên thần liên minh đều chấn động. Mạnh Hạo chém chết một đạo cảnh. Cho dù người này chỉ là một đạo cảnh nhất nguyên, nhưng vẫn là đạo cảnh, chính là nhân vật trình độ lão tổ. Khi Mạnh Hạo diệt sát một đám tu sĩ thiên thần liên minh, hắn xuất hiện, Mạnh Hạo lập tức không chậm trễ chút nào, vứt bỏ giết chóc những tu sĩ kia, mà là chạy thẳng tới đạo cảnh. Hai người ở tinh không kịch chiến, vốn tưởng rằng chính là một cuộc chiến kéo dài, nhưng chỉ là một nửa canh giờ, Mạnh Hạo đã chém chết người này. Một màn này rung chuyển tất cả tu sĩ đuổi giết Mạnh Hạo, bọn họ từ trong dụ dỗ tỉnh táo lại, thậm chí không ít tông môn lập tức hạ mệnh, tìm tất cả đệ tử đi ra ngoài đuổi giết Mạnh Hạo về. Một trận chiến này đủ để chứng minh, tu vi của Mạnh Hạo khôi phục, càng có thể chứng minh, hành vi hắn diệt sát hắc hồn đạo không phải trường hợp đặc biệt, không phải dùng phương pháp đặc thù hoàn thành, không phải chỉ có một lần mà là lực lượng hắn chân chính có. Giết chóc lập tức ít hẳn, nhưng vẫn như cũ còn tại, chỉ có điều người đuổi giết mạnh hạo không có tiên cảnh nữa, yếu nhất cũng là cổ cảnh đại viên mãn, thậm chí chủ lực, dĩ nhiên là đạo cảnh, cả thiên thần liên minh đạo cảnh chỉ có mấy chục người, trong mấy chục nhân này lại có ba thành xuất động tìm kiếm mạnh hạo, dường như trải qua một loạt đuổi giết phản giết này, giữa mạnh hạo và thiên thần liên minh đã không còn chỉ là vì hắc hồn đạo mà sinh ra vấn đề mặt mũi mà là tiến hành cục diện không chết không thôi. Điều này không trách mạnh hạo được, hoàn toàn là thiên thần liên minh đơn phương tạo thành. Kế tiếp, chém giết biến không thường xuyên, nhưng lại mạnh hơn. Ba ngày sau, mấy đạo cảnh đuổi kịp mạnh hạo, dưới một phen đại chiến, mạnh hạo bỏ chạy. Năm ngày sau, lại có hai đạo cảnh lần nữa đuổi kịp, trận chiến ấy nổ vang ngập trời. Hai đạo cảnh này toàn bộ bị thương nặng, mạnh hạo cũng bị thương nặng bỏ chạy. Trong tinh không trong thiên thần liên minh, một chỗ gần biên giới, Thân ảnh mạnh hạo lão đảo đi về phía trước, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng trong mắt của hắn lại có hàng mang, giống như một đầu cô lan. Thương thế của hắn không nhẹ, cảnh giới vĩnh hằng ở trong người bay nhanh vận chuyển, ngắn ngủi không đến một tháng. Mạnh hạo đã trải qua rất nhiều lần chém giết, nhất là mấy lần về sau đều là đạo cảnh. Nhất nguyên nhị nguyên còn dễ nói, nhưng một khi là hai người, mạnh hạo cũng khó khăn. Nếu là gặp đạo chủ, mạnh hạo lại khó khăn, dù sao hắn còn không phải đạo cảnh. Trên người ta có dấu vết gì đó bị bọn họ nhận ra, do đó khóa được, cho nên từ lạc hà tinh bắt đầu, vẫn có thể rất nhanh tìm được ta. Mạnh hạo trong mắt sát cơ lóng lánh, khi đi về phía trước, bỗng nhiên thân thể hắn chợt dừng lại, mạnh nhìn về phía trước, phía trước hắn là một mảnh hư vô đen như mực, nhưng ở trong đen kịch, tồn tại một cái lại một cái sáng tuyến. Ở giữa, còn nổi lơ lửng một chút đá vụn bụi bậm, những sáng tuyến này không nhiều lắm, tổng cộng 33 cái hợp thành một cái hình trạng rất quỷ dị, giống như một cái mặt quỷ, giữ tận xuất hiện ở trong tinh không đen nhánh, khi Mạnh Hạo nhìn lại, hắn thậm chí có cảm giác mặt quỷ cũng đang nhìn chính mình, bên tai Mạnh Hạo dường như truyền đến từng tiếng gầm nhẹ cùng gầm thét phản phất từ trong đất mai tán truyền ra, Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, lập tức lui về phía sau, cùng theo đó hắn cũng phát hiện, khu vực này không ngờ đang không ngừng mở rộng, vừa rồi còn không nhiều lắm là một khối nhưng giờ này một hồi như vậy đã mở rộng gần như ba thành, bí cảnh. Mạnh hạo cẩn thận nhìn mấy lần, mơ hồ ở trong khu vực này hắn cảm nhận được một cổ hung hiểm không nói ra được, lúc này lập tức lấy ra ngọc giảng bản đồ thu được từ hạo nhiên tông, cẩn thận tra tìm sao, hắn không nhìn thấy trên bản đồ có bất kỳ giới thiệu gì về nơi này, không đúng, mạnh hạo nhíu mày, cẩn thận nhìn xem phiến khu vực còn đang mở rộng kia, lại nhìn ngọc giảng bản đồ, bỗng nhiên cặp mắt mạnh co rụt lại. Ngọc giảng bản đồ này rất là tinh tế, là vật mà đệ tử hạch tâm trong hạo nhiên tông mới có thể có, hiếm có, trên đó thậm chí ngay cả một số chỗ vẫn thạch đều có dấu hiệu. Ở trên bản đồ này, chỗ mạnh hạo đứng giờ này vốn tồn tại bảy viên vẫn thạch, trên bảy viên vẫn thạch này có một khu chợ nhỏ, nhưng trước mắt, nơi này bảy viên vẫn thạch phải tồn tại lại không thấy, ngay cả khu chợ trên đó tự nhiên cũng không thấy bóng dáng. Mạnh hạo nhìn một chút, bỗng nhiên da đầu tê dại, bị nuốt. Mạnh hạo ánh mắt quét qua 33 điều sáng tuyến kia, nhìn một chút đá vụn bụi bậm lơ lửng, hắn có thể tưởng tượng, lúc trước nơi này đích thật là có 7 viên vẫn thạch và khu chợ, tự nhiên cũng có tu sĩ, nhưng 33 điều sáng tuyến này đột nhiên xuất hiện, tách rời hết thảy nơi này cắn nuốt phá thành mảnh nhỏ. Mạnh hạo sắc mặt biến hóa, loại cảm giác nguy cơ đến từ chỗ này càng mãnh liệt hơn, thậm chí hắn còn cảm nhận được một cổ khí tức tử vong từ trong khu vực này như ẩn như hiện cả đệ bác sơn hải tràn đầy một chỗ lại một chỗ phần mộ, hay là nơi này cũng là phần mộ. Mạnh hạo không chần chờ, thân thể nhanh chóng lui về sau, chỗ này đã bị hắn liệt vào địa phương cực kỳ nguy hiểm, xoay người, mạnh hạo lập tức đã đi xa, nhưng ngay khi mạnh hạo bay ra không tính là quá xa, bỗng nhiên, bước chân hắn lần nữa khựng lại, nhìn xa xa, ở phía xa trong tinh không, có một chiếc thương thuyền to lớn đang hướng chỗ này lại tới, gần như khi mạnh hạo nhìn lại, thương thuyền này bỗng nhiên dừng lại mạnh gia mạnh hạo trong mắt có chút phức tạp hắn thấy được trên thương thuyền này có khắc nhiều phù văn hợp thành một chữ mạnh to lớn đây là hắn ở đệ bác sơn hải lần đầu tiên thấy được mạnh gia lại không nghĩ rằng là ở trong hoàn cảnh như vậy mạnh hạo thu hồi ánh mắt xoay người đang muốn ly khai đột nhiên thương thuyền kia trong phút chốc xuất hiện một đạo quần sáng dường như triển khai trận pháp phòng hộ cùng lúc đó có từng đạo thân ảnh từ bên trong bay ra xa xa nhìn về phía mạnh hạo, càng có một thanh niên bộ dáng tuấn lãng, nhưng sắc mặt lại hơi trắng, thân thể dường như hư nhược, như bị tử sắc móc rỗng, mặt tơ lụa lưới mỏng, trong tay cầm một cái ngọc giản. Khi nhìn về phía mạnh hạo, hắn lộ ra vui mừng, bóp chặt lấy ngọc giản, nhìn mạnh gia tộc nhân bóp nát ngọc giản, mạnh hạo trầm mặt, chiếc thuyền mạnh gia này, trong thần thức của hắn, trong đó tu vi cao nhất cũng chỉ là hai cường giả cổ cảnh đại viên mãn mà thôi. Hai người này lúc này một người đứng ở bên cạnh thanh niên mạnh gia, một người khác lại là tại một sườn, một cái thân thể gầy, bên cạnh thanh niên trong mắt có tia âm lãnh. Tất cả mọi người trên cả chiếc thuyền này, nếu như mạnh hạo muốn diệt sát, cho dù có trận pháp phòng hộ kia như cũ đơn giản, nhìn đối phương bóp nát ngọc giảng, mạnh hạo thở dài, xoay người nhoáng lên một cái, hóa thành cầu vòng sắp đi xa, nhưng vào lúc này, trong chiếc thuyền kia truyền ra tiếng quát, mạnh hạo, chạy đi đâu? các ngươi lên một lượt đi, ngăn trở, bổn thiếu đã thông báo thiên thần liên minh tiền bối, bọn họ sẽ rất nhanh tới đây, kéo mạnh hạo lại, thanh âm kia là của một thanh niên, lời nói vừa ra, lập tức có hơn 10 tu sĩ từ trên chiếc thuyền bay lên, những người này phần lớn khẩn trương, mà khẩn trương nhất lại là vị lão già cổ cảnh đại viên mãn bên cạnh thanh niên kia, nghe được lời nói của thanh niên bên cạnh sắc mặt hắn cũng thay đổi, câm miệng, lão già lập tức gầm nhẹ, ngu xuẩn một bên kia thanh niên gầy âm lãnh kia hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lộ ra kinh miệt nhoán lên một cái mà qua đăng bởi, admin, chương 1582, sát kiếp. Mạnh hạo nhíu mày, mắt lạnh nhìn những kẻ kia cho dù vọt tới, nhưng từng tên một chỉ là con cháu mạnh gia tu vi tiên cảnh, nhất là trong này còn có một người chỉ là mới vừa bước chân vào tiên cảnh, lại chỉ là bộ dáng một tiên cảnh, những người này toàn bộ đều đang run rẩy, mang sợ hãi nhìn mạnh hạo, khi bay ra, ở giữa không trung bị ánh mắt của Mạnh Hạo quét một cái, rối rít không dám tiến lên, các ngươi làm cái gì, lên trên đi a, à, không thể để cho hắn chạy. Trên thuyền, thanh niên kia kêu gào, lúc này kêu la như sấm, trống lớn, lão già bên cạnh mắt thấy ánh mắt Mạnh Hạo quét tới, thân thể run run một chút, hung hăng trắng răng một cái, lập tức tay phải nâng lên một phen vỗ vào gáy thanh niên này, thanh niên thân thể mềm nhũng, trực tiếp té xỉu, lão già nhanh tiến lên Hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu thật sâu, "Tiền bối, thiếu gia nhà ta không hiểu chuyện, nhận lầm người, cầu xin tiền bối tha thứ, chúng ta rời đi, rời đi." Lão già thấp thỏm, lên tiếng lập tức triệu hồi tất cả tộc nhân bay ra, chiếc thuyền chậm rãi lui về sau, dưới ánh mắt Mạnh Hạo, trên trán lão già này tràn đầy mồ hôi, nội tâm khẩn trương đến cực hạn, đối với thanh niên đã hôn mê kia, hận ý tăng nhiều, ngu xuẩn không có có đầu óc, thật không biết trong gia tộc vì cái gì coi trọng hắn như vậy lại dám trêu chọc tên sát tinh này. Lão già sắc mặt tái nhợt, thanh niên kia có thể nhận ra mạnh hạo, hắn tự nhiên cũng nhận ra được, nhưng vừa nghĩ tới đối phương ở trong thiên thần liên minh diệt hắc hồn đạo, lại tại trong trận bị đuổi giết này, phản giết vô số, thậm chí còn giết đạo cảnh, khiến cho nội tâm lão già này run rẩy hơn. Mọi người trên chiếc thuyền, duy chỉ có có một người, hắn sắc mặt cũng tái nhợt, cũng thấy hướng mạnh hạo, lại mang một chút chần chờ, dường như muốn hỏi một ít gì, nhưng lại không có tư cách lên tiếng. Người này cũng là một thanh niên, mặc áo già thị vệ y, trên mặt có không ít vết thương, lan tràn tới dưới cần cổ, có thể tưởng tượng, vết thương trên người hắn nhất định không ít, thậm chí thân thể thoạt nhìn đều rất hư nhược. Mạnh hạo nhìn mạnh gia trước mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, lần đầu tiên mình và mạnh gia gặp mặt sẽ là tình hình như vậy. Người hôn mê kia, mạnh hạo liếc mắt liền thấy được, ắt là nhân vật quyền quý mạnh gia, rất có thể là nhất mạch cầm quyền giờ này. Nhưng người này không có đầu óc khiến Mạnh Hạo đối Mạnh Gia cũng có một chút thất vọng, chỉ là sâu trong nội tâm đối với gia tộc của mẫu thân, đối với gia tộc của ngoại công, tồn tại lòng trung thành đặc thù, khiến cho Mạnh Hạo không muốn đem sự tình nghĩ rất xấu. Lần này đi tới núi thứ 8, hắn vốn cũng muốn đi nhìn Mạnh Gia một chút, tìm một số tộc nhân nhất mạch của ngoại công kia, nhìn chiếc thuyền dần dần đã đi xa, Mạnh Hạo khẽ thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt, tộc nhân đang muốn ly khai khi, hắn bỗng nhiên cặp mắt nhoáng lên một cái, nhìn về phía một hướng khác, nếu đã đến, liền ra đi. Mạnh hạo bình tĩnh lên tiếng, lời nói của hắn truyền ra trong nháy mắt, tinh không hư vô hắn sở nhìn đột nhiên có mơ hồ vặn vẹo, từ bên trong trực tiếp đi ra ba người. Người thứ nhất là một đồng tử có vẻ mặt non nớt, đồng tử này mặc một thân trường bào màu trắng, chắp tay sau lưng, mi tâm có con mắt thứ ba, hai mắt lạnh như băng, con mắt thứ ba kia không ngừng chớp động, tràn ra u mang, theo đi ra, một cổ dao động kinh người từ trên thân đồng tử tản ra bao phủ bốn phương tám hướng khiến cho tinh không run rẩy quy tắc bức lui lực lượng căn nguyên ẩn mà không phát đạo chủ mạnh hạo cặp mắt co rút lại người thứ hai cái đến lại là một lão bà trên mặt lão bà này mọc đầy bọc mũ nhô ra thậm chí mỗi một bước đi ra thân thể đều đang run rẩy dường như tuổi già tùy thời có thể chết đi nhưng cố tình sinh cơ trên người ả thịnh vượng giống như một đống lửa vĩnh hằng bất diệt lão bà nhìn mạnh hạo phát ra tiếng cười chói tai khó nghe, ánh mắt như nhìn người chết, người thứ ba chính là hắc hồn lão tổ kia, chỉ có điều giờ khắc này hắn đã biến đổi bộ dáng, hiển nhiên là đoạt xá một khối thân thể, nhưng hồn khí trên người kia y, còn có oán độc điên cuồng đối với Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo lập tức liền nhận ra thân phận của hắn, lão phu quy huyền tinh, nhất huyền tông, huyền đạo tử, đồng tử áo bào trắng nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm vừa ra, cũng không vang dội, nhưng vẫn như cũ như lôi đình truyền khắp bốn phương tám hướng, nghe được cái tên nhất huyền tông này, hai mắt mạnh hạo hơi co rụt lại, đệ bác Sơn Hải bốn tinh tú lớn, có lạc hà tinh, cũng có, quy huyền tinh. Mà nhất huyền tông này lại là đệ nhất đại tông trên quy huyền tinh, địa vị cao, trong thiên thần liên minh cũng thuộc cấp 5, lão bà tử đến từ bác đồ tinh, long thần giáo, hồng trần, lão bà khàng khàng cười, biểu tình rất là dữ tợn, nhất là khi cười, tác động bọc mũ trên mặt nhô ra, khiến cho một cái trong đó vỡ nát, không có chút chất lỏng nào chảy xuống, nhưng lại có một con rết màu trắng ngà không ngờ từ trong bọc mũ hư hại nội truyệu ra, vòi vũ động, hoặc nhìn khiến người nhìn thấy mà giật mình. Mạnh hảo liếc nhìn lão bà này một cái, nội tâm một dạng trầm xuống, đệ bác Sơn Hải bốn tinh tú lớn, bác đồ tinh này cũng là một. Về phần long thần giáo, so với nhất huyền tông còn cường hãn hơn, tại đệ bác Sơn Hải trong thiên thần liên minh thì là tông môn thứ ba không cách nào bị rung chuyển. Hai cái tông môn này hiển nhiên đều đang chiêu mộ hắc hồn lão tổ. Bất kỳ một tông môn nào sau khi thành công chiêu mộ đều sẽ làm thực lực tự thân tông môn lại tiến một tầng. Nhất huyền tông có thể cùng long thần giáo quyết tranh hơn thua, mà long thần giáo nếu thu được hắc hồn lão tổ, liền có thể cùng thần tử đạo xếp hạng thứ hai tranh nhau phát sáng. Gần như ngay khi ba vị cường giả này xuất hiện, xa xa chiếc thuyền mạnh gia đang bỏ chạy bỗng nhiên ngừng lại thanh niên hôn mê kia lúc này đã thức tỉnh, cưỡng ép chiếc thuyền dừng, ánh mắt lấp lánh nhìn mạnh hạo, lần này, lão già kia không ngăn trở nữa, cũng là cặp mắt nhoáng lên một cái, nhìn về chỗ này, đục nước béo cò, mỗi người đều biết, mạnh gia cũng không ngoại lệ, mạnh hạo. Mạnh hạo nhàn nhạt lên tiếng, đối mặt này ba đại năng người đạo chủ cảnh giới, cho dù là mạnh hạo trước không bị thương cũng là chết chắc mười phần, càng không cần phải nói giờ này thương thế trong người, đừng nói đối mặt ba người, cho dù chỉ là một, Mạnh Hạo cũng đều sẽ khó khăn, nhưng mặc dù như vậy nhưng Tôn Nghiêm không thể mất đi, lão bà và đồng tử đều nói ra thân phận của mình rồi, Mạnh Hạo tự nhiên cũng sẽ lên tiếng, chỉ là đến từ địa phương nào, lòng biết rõ liền có thể, Mạnh Hạo sẽ không nói thẳng ra, Hắc hồn lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, trong mắt quán độc ý mãnh liệt hơn, Mạnh Hạo phá hủy hết thảy của hắn, hắn sẽ phải đi phá hủy tất cả của Mạnh Hạo, Mạnh Hạo, đến từ Đệ Cửu Sơn Hải một trong danh sách, thật là thân phận lớn, nhưng ở chỗ này, ngươi cái gì đều không phải là. Hắc hồn lão tổ lời nói vừa ra, thanh âm như sấm chớp nổ vang, vang vọng bốn phương tám hướng, cho dù là hắn cũng không có chú ý tới, hoặc là nói khinh thường đi lưu ý, trên thuyền, một người thị vệ tộc nhân mạnh gia trên mặt kia đều là vết bầm, thân thể hư nhược khi nghe được câu này sau, thân thể rung lên bần bật, trong mắt lộ ra một chút hào quang mãnh liệt, xa xa nhìn mạnh hạo trong tinh không nhưng rất nhanh, hắn liền lại lần nữa ảm đạm, dường như cảm thấy chuyện nội tâm vừa rồi nghĩ tới một cái chớp mắt kia là không thể nào, cử động của hắn không ai chú ý tới. Lúc này trên chiếc thuyền mạnh gia tất cả mọi người đều đang mật thiết chú ý việc phát sinh ở cách đó không xa kia, một cuộc chiến tranh giống như đạo cảnh chi sát vậy, trong tiếng nổ tầm ầm, hắc hồn lão tổ trước thời hạn cất bước trong nháy mắt đi ra, vung tay một cái, lập tức vô số hồn phách biến ảo, phát ra khí tức không tiếng động cũng có căn nguyên xuất hiện, long trời lỡ đất, khiến tinh không nổ vang, chạy thẳng trực tiếp bao phủ Mạnh Hạo, đổi lại là những kẻ đạo cảnh trở xuống khác, dưới một kích diệt tuyệt này, bất kể bạo phát ra dạng tu vi gì đều phải hủy diệt, không chịu nổi một kích, nhưng Mạnh Hạo là La Thiên Đạo Tiên, thân thể của hắn lại đến cổ cảnh đại viên mãn, tất cả khiến cho hắn mặc dù không phải đạo cảnh, nhưng lại cùng cấp đạo cảnh. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, hắn không thể không bình tĩnh nhiều tâm tình hơn nữa vào lúc này đều là vô dụng, nếu nhất định chiến, như vậy, chiến thế nào, động thế nào, phản kích thế nào, hết thảy đều tại một ý niệm mạnh hạo. Mạnh hạo thân thể bỗng nhiên đi ra, khi tay phải nhấc lên, lập tức từng ngọn tiên sơn biến ảo, trong tiếng đổ tầm ầm, chí tôn kiều trực tiếp xuất hiện trong tinh không, cùng hắc hồn lão tổ đang tới bỗng nhiên đối kháng, thần thông của hai người đụng chạm, mạnh hạo thân thể chấn động, một nguồn máu tươi phun ra, nhưng hai mắt của hắn lại là nhanh động một cái, thân thể mượn lực lượng đánh sâu vào này, mạnh lui về sau, tốc độ cực nhanh, chạy thẳng tới, chỗ lúc trước khi hắn đến, nhìn thấy 33 điều sáng tuyến sở tại, vội vã đi, nơi đó, mạnh hạo đã từng quan sát, cho rằng ẩn chứa hung hiểm to lớn, cơ hồ là đất chết, nhưng giờ này cục diện đều là tử vong chi kiếp, mà khi hai loại cục diện hẳn phải chết đụng vào nhau, có lẽ bạo phát ra, không còn là tử vong, mà là, trong khi tìm thường khó có thể bắt được một đường sinh cơ. Đục nước béo cò, Mạnh Gia biết, Mạnh Hạo tự nhiên cũng biết. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo lui về phía sau, Hắc Hồn lão tổ bị sự xuất hiện của Chí Tôn Kiều Mạnh Hạo rung chuyển thân thể, thân thể chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, đồng tử áo bào trắng phía sau hắn bỗng nhiên cười, thân thể nháy mắt mơ hồ, khi xuất hiện, bất ngờ tại bên cạnh Mạnh Hạo, "Tiểu Hữu, lưu lại đi." Hắn nhàn nhạt lên tiếng, tay phải nâng lên, Hướng về Mạnh Hạo bắt một trận, dưới một trảo này, dường như tay hắn trở thành một cái lốc xoáy hắc động, tinh không đều đang nghịch chuyển, thời gian đều đang chảy ngược, hết thảy hết thảy không ngờ đều hướng về tay hắn, nhanh chóng xoắn tới, thậm chí ngay cả xa xa chiếc thuyền mạnh gia cũng đều bị rung chuyển, phát ra thanh âm kẻo kẹt kẻo kẹt, chiếc thuyền không bị khống chế nghiêng mà đến, mắt thấy Mạnh Hạo sẽ bị bắt được, Mạnh Hạo bỗng nhiên cười lạnh, hai chân của hắn đạp không cũng tốt, cất bước cũng được, nhưng lại vào giờ khắc này đi ra thân ảnh màu đen được gọi là lục truyền thụ cho mạnh hạo thời gian chi bộ một bước hai bước ba bước mạnh hạo đạp tại trong thời gian nhìn như chậm chạp nhưng không ngờ dưới một trảo của đồng tử chẳng những không như bốn phía tất cả vật chất ngưng tụ bàn tay đồng tử ngược lại như không thấy của lực lượng nghịch chuyển này như cũ đi về phía trước lấy thời gian đối thời gian trong chớp mắt mạnh hạo nháy mắt đã đi xa đồng tử sửng sốt Căn nguyên chi pháp của hắn từ khi tu hành đến nay, đây là lần đầu bị người dùng loại phương pháp này phá giải, hai mắt trong nháy mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt, mạnh nhìn về phía Mạnh Hạo, nhất là nhìn bước chân của Mạnh Hạo, thân thể hắn chấn động, lộ ra không thể tin, đây là bộ pháp gì, không ngờ ẩn chứa đạo thời gian cao thâm hơn ta. Đăng bởi admin, chương 1583, căn nguyên chỉ vì đạo nguyên động. Khi nhìn đến bộ pháp của Mạnh Hạo, trong nháy mắt Đồng tử rõ ràng cảm nhận được, căn nguyên thời gian của mình vào giờ khắc này không ngờ sôi trào, truyền ra khát vọng mãnh liệt, loại cảm giác này đối với đồng tử mà nói trước nay chưa từng có. Đây, đồng tử ngẩn người tại đó, nhưng rất nhanh, khi căn nguyên thời gian ở trong người càng hơn sôi trào, cả người hắn cũng chấn động run rẩy, kích động như sôi trào, căn nguyên đang động, căn nguyên đang khát vọng, chuyện này, chuyện này, chuyện này truyền thuyết từng có ghi chép, trời a, ta ta không ngờ gặp chuyện trong truyền thuyết mới phải xuất hiện bộ pháp này của mạnh hạo đến cùng đến từ nơi nào không ngờ có thể dẫn động căn nguyên của ta khát vọng xuyên thấu qua mảnh liệt như vậy căn nguyên của ta khát vọng đi dung hợp đạo thời gian trong bộ pháp này nếu ta có thể hiểu rõ bộ pháp này như vậy căn nguyên thời gian của ta nói không chừng có thể tiến thêm một bước ngưng tụ ra một tia đạo nguyên bởi vì trong truyền thuyết căn nguyên chỉ vì đạo nguyên động đạo nguyên đó là lãnh vực thần bí chỉ đại năng người trình độ đạo tôn mới có thể đi hơi lục lọi đó là chí tôn trong truyền thuyết vô thượng chi thiên mới có thể theo đuổi đồng tử cặp mắt mở to trái tim tại một cái chớp mắt này mãnh liệt nhảy lên đối với cường giả đạo cảnh mà nói căn nguyên chỉ là mới bắt đầu là điểm cuối nhưng đồng dạng cũng là một cái khởi điểm mới bắt đầu này đối với hầu hết đạo cảnh mà nói là chỗ cả đời này dừng lại theo đuổi là để tự thân dùng cảm ngộ thu được căn nguyên, do đó đạt tới cực hạn. Cực hạn này, đạo chủ tam nguyên, trên đó đạo tôn, có căn nguyên thứ bảy liền có thể xưng là trí tôn. Nhưng trên thực tế, cũng không phải toàn bộ đạo cảnh đều hiểu, chỉ có không nhiều lắm một số đạo chủ đạo tôn mới nghe nói qua, cảnh giới trí tôn kia cũng không phải tu hành cuối cùng. Năm đó cường đại như cửu phong trí tôn có chính đại căn nguyên nhưng vẫn như cũ vẫn phải tử vong, sau trí tôn cửu nguyên là đạo nguyên cảnh. Mà sau đạo nguyên cảnh, còn có hay không, chuyện này không người biết, bởi vì, từ xưa đến nay, cả tiên giới, cho dù là đã từng trí tôn tiên giới, hay là giờ này Sơn Hải giới liền chưa từng xuất hiện qua cho dù là một đạo nguyên cảnh. Chỉ là để lại truyền thuyết, trọng điểm của đạo nguyên cảnh ở chỗ, căn nguyên chỉ vì đạo nguyên động, đạo nguyên, nhất định là đạo nguyên trong truyền thuyết, ta cả đời này, từ bước chân vào đạo cảnh sau, đây là lần đầu tiên căn nguyên động, đồng tử mạnh nhìn về phía mạnh hạo, ầm ầm đuổi theo lúc này hắn không là bởi vì tông môn bởi vì hắc hồn lão tổ ra tay hắn là vì bản thân vừa nghĩ tới đạo nguyên trong truyền thuyết kia ngay cả chí tôn cũng không có chạm đến đồng tử liền điên cuồng nhưng còn có một người so với hắn tốc độ còn nhanh hơn gần như khi mạnh hạo dùng bộ pháp thời gian kia đi ra lão bà khàn khàn cười tiếng cười chói tai ả à tay phải đột nhiên một chỉ tay lập tức trên người ả có bảy nhô ra bọc mũ hư hại bộ pháp bay ra bảy con rết màu trắng ngà nháy mắt chạy thẳng tới mạnh hạo thỉnh long thần lão bà trong mắt hàng mang lóe lên một cái khi lên tiếng bảy con rết kia lẫn nhau lần lượt thay đổi dường như tạo thành một cái trận pháp kỳ dị vào lúc này trên người bọn chúng bạo phát ra một cổ khí tức kinh người khí tức này vừa ra hư vô chấn động mơ hồ không ngờ xung quanh bảy con rết này xuất hiện một cái hư ảnh to lớn hư ảnh này không phải rồng, giống nhau là rết, nhưng lại lớn hơn, chừng nghìn trượng, vừa mới xuất hiện, tinh không liền bốn phương vỡ vụn, long thần này rống to một tiếng, đánh về phía mạnh hạo, mạnh hạo nội tâm mạnh chấn động, mắt thấy long thần này đánh tới, đồng tử cũng điên cuồng tới gần, nguy cơ trước mắt, mạnh hạo không thể tránh ra, hai tay bấm quyết chí tôn kiều rầm rầm ra, dưới chân hắn thời gian bộ pháp, bốn phía từng ngọn tiên sơn phủ xuống, cũng có nhật nguyệt chi ảnh vây quanh, thậm chí lực lượng la thiên đạo tiên trong cơ thể hắn toàn diện bạo phát, bị đống xuất hiện trở thành áo giáp, gương đồng hóa thành chiến binh, chó ngao trở thành áo choàng, quả niết bàn quả thứ tư bị mạnh hạo đặt tại mi tâm. Tất cả những việc này đều là trong nháy mắt đã xảy ra, mạnh hạo khí thế ầm ầm bạo phát, về phía trước hung hăng vung lên, tiếng động rầm rầm khiến tinh không tan vỡ, chiếc thuyền kia rung rẩy trên đó phòng hộ trực tiếp vỡ vụn, rất nhiều đệ tử mạnh gia phun ra máu tươi. Long thần phát ra tiếng gầm thê lương, trong tinh không tán loạn, đồng tử điên cuồng cũng đều dừng lại một chút, tay áo vung, tu vi đánh, hắc hồn lão tổ trống lớn, lập tức xuất thủ, mạnh hạo máu tươi phun ra, chí tôn kiều cuốn ngược trở về, tất cả ngọn núi tan vỡ, nhật nguyệt vỡ nát, bị đóng hóa thành áo giáp trực tiếp phân giải, chiến binh tiêu tán, áo tròn trở thành chó ngao cũng phun ra máu tươi, quả niết bàn quả thứ tư bị cưỡng ép bứt ra, mạnh hạo toàn thân phun ra sương máu cả người thật giống như bị thương nặng, trực tiếp thụt lùi, nhất là vị trí ngược lại máu thịt bầy nhầy, xương vỡ vụn, chết. Lão bà trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, bỗng nhiên lên tiếng, thân thể nhanh chóng cất bước, chạy thẳng tới mạnh hạo, hắc hồn lão đạo kích động, cũng điên cuồng, xuất thủ căn nguyên chi pháp mạnh nhất, đánh chết mạnh hạo, duy chỉ có đồng tử lúc này biến sắc, trước đừng giết hắn. Đồng tử cất bước liền muốn ngăn cản, trong tiếng đổ tầm ầm, cản trở lão bà và hắc hồn lão tổ xuất thủ, khiến cho hai người phẫn nộ nhìn đồng tử, "Huyền đạo tử, ngươi muốn làm gì?" "Huyền đạo tử đạo hữu, ngươi cản trở lão phu, đây là ý gì?" Lão bà và hắc hồn lão tổ đều ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, nhìn về phía Huyền đạo tử, "Người này ta có tác dụng lớn, để lại người sống, ta xử lý xong lại giết, coi như lão phu thiếu hai người các ngươi một cái nhân tình." Huyền đạo tử lập tức lên tiếng, Lúc này mới khiến cho lão ẩu và Hắc hồn lão tổ sắc mặt hơi dịu lại, mà Mạnh Hạo cũng mượn thời gian một cái chớp mắt này, thân thể mạnh lui về sau, sắc mặt hắn trắng bạch, trong cơ thể tu vi rất xuống, thương thế nặng, thậm chí so với trước tại Hắc hồn đạo còn muốn nghiêm trọng không ít, hắn chung quy là một người, chung quy còn không trên đạo cảnh chân chính, đối mặt ba đạo chủ, hắn căn bản cũng không có chút khả năng nào còn sống. Lúc này cho dù là muốn chạy trốn vào khu vực 33 điều sáng tuyến sở tại kia cũng không kịp, chỗ xa hơn. Trên chiếc thuyền mạnh gia kia mặc dù tất cả mọi người đều có thương thế, nhưng hiển nhiên là thanh niên thiếu chủ, lau đi máu tươi, trong mắt lộ ra tham lam, danh sách của hắn, bổn thiếu muốn. Ra tay, đều ra tay, giết hắn, thanh niên này rống lớn, nhưng chung quanh hắn không ai xuất thủ, nhưng mà, rất nhiều tộc nhân mạnh gia mắt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn chầm chầm mạnh hạo giống như một đàn giả lan đang gắt gao nhìn một con mảnh hổ bị thương duy chỉ có thanh niên đầy người vết bầm kia trong vẻ mặt lộ ra lo âu không giấu được lo lắng đúng lúc này khi mạnh hạo lui về phía sau ba người huyền đạo tử đã đạt thành nhận thức cuối cùng ba người đồng thời nhìn về phía mạnh hạo tràn ngập sát cơ trong nháy mắt chạy ra lúc này cũng không cần thiết ỷ lớn hiếp nhỏ lấy nhiều thắng ít chạy thẳng tới mạnh hạo mạnh hạo cười thảm hắn đã không có đạo pháp gì có thể đi thi triển có thể đi ngăn trở ba người này thậm chí chí tôn huyết trong cơ thể trước hắn đã thúc giục nhưng không cách nào dẫn động ánh sáng nhật nguyệt sơn hải giới cuối cùng là lỗ mãn nhưng chuyến này ta không hối hận chỉ là đáng tiếc không đón thanh nhi trở về cũng không cứu được sở ngọc yên mạnh hạo khẽ thở dài mắt thấy ba người kia lại tới nhưng ngay vào lúc này mạnh hạo bỗng nhiên thân thể chấn động hai mắt của hắn vào giờ khắc này lộ ra ánh sáng mãnh liệt ta còn có một cái đạo pháp Mạnh hạo lẩm bẩm, mạnh ngẩng đầu, nhìn ba người gào thét mà đến kia, hắn hung hăng cắn răng một cái, cặp chân cong, tay phải tại trước hai mắt, mạnh nâng lên, đạo tại lòng ta. Mạnh hạo mạnh rống lớn, theo tiếng hô, tinh không nhanh chóng vô cùng yên tĩnh, dường như cắn nuốt tất cả thanh âm, thậm chí cho dù phát ra âm thanh, cũng đều bị nháy mắt trừ đi, tại cực đoan yên tĩnh này, còn lại là đè nén phủ xuống, huyền đạo tử vẽ mặt biến đổi, lão bà mạnh mở to mắt, hắc hồn lão tổ thất kinh, ba người đều là đạo chủ, đối thiên địa này, tinh không cảm thụ vô cùng nhạy cảm, lúc này, rối rít cảm nhận được dường như có một cổ ý chí phủ xuống chỗ này, khiến ba người bọn họ nội tâm run rẩy, không ngờ dâng lên một cổ nguy cơ mãnh liệt, mạnh hạo thân thể run rẩy, sau khi hô lên bốn chữ kia, thần thức của hắn tản ra, thuật pháp này hắn và lão đạo cùng nhau luyện tập rất nhiều rất nhiều lần, nhưng không có bất kỳ một lần nào như bây giờ, đưa toàn bộ hy vọng khát vọng của hắn đối với sinh cơ đều ngưng tụ ở phía trên này, thậm chí tại nội tâm mạnh hạo, có một cổ chấp nhất và tín niệm mãnh liệt, hắn tin, phong thiên quyết này nhất định sẽ rực rỡ sơn hải giới. Đè nén bốn phía, hắn không cảm giác được, mạnh hạo dĩ nhiên đắm chìm trong trạng thái kỳ dị kia, dường như, hắn trở thành mảnh thế giới này, dường như hắn trở thành đệ bác sơn hải, dường như, hắn trở thành ý chí cả sơn hải giới. Một câu, đạo tại lòng ta, cái đạo này tại mạnh hạo nhìn lại, liền là cả sơn hải giới, sơn hải giới tại kỳ tâm, ý tại mắt ta. Mạnh hạo tay trái bỗng nhiên nâng lên, để ngang trên cánh tay phải, lần lượt thay đổi mà qua, trở thành hình một chữ thập, đắp lên hai mắt của hắn, đắp lên thế giới trước mắt hắn, nhưng lại không lấn ác được, tâm mạnh hạo, ý mạnh hạo. Thậm chí rất lâu, chỉ có khi ngươi nhắm mắt lại, khi ngươi che đi ánh mắt, khi ngươi cái gì đều không thấy được, ngươi mới có thể đi chân chính cảm thụ thế giới này. Lúc này Mạnh hạo chính là như vậy, hắn cảm nhận được trong tinh không này tồn tại chính tòa núi kia y, chính phiến hải, còn có nhật nguyệt kia. Mạnh hạo thân thể run rẩy, tại trong cảm thụ, hắn không có chút nào trở ngại liền chiếm cứ hết thảy, ý của hắn trở thành ý sơn hải, thần của hắn trở thành thần sơn hải, cho dù là lão đà, cũng sẽ không hoàn toàn dự liệu được. Phong thiên quyết này tại trong tay mạnh hạo không ngờ có thể thuận lợi triển khai như vậy, thậm chí thuận lợi đến Dường như, đây vốn chính là thiên pháp chuẩn bị cho hắn. Cho là mình là người đứng đầu sơn hải, đi phong 33 thiên. Nhưng nếu bản thân chính là người đứng đầu sơn hải, như vậy pháp này không thể tưởng tượng. Mạnh Hạo thân thể chấn động, mạnh ngẩng đầu, cặp chân như hóa thành ngọn núi, khi dâng lên, hai tay hắn bỗng nhiên đưa ra, như đi ôm cả thế giới, dục cùng sơn hải, phong, thiên, quyết. Mạnh Hạo trống lớn gần như khi tiếng hô của mạnh hạo truyền ra, tinh không rung rẩy, thế giới nổ vang, sơn hải giới chính biển gầm thét, chính núi chấn động, mặt trời mặt trăng ngôi sao, vào giờ khắc này, trước nay chưa có rực rỡ. Sơn hải chấn động. Chỉ vì chỗ này, chỉ vì mạnh hạo, chỉ vì phong thiên sơ lâm. Đăng bởi, admin, chương 1584, 33 địa sơ khai. Theo hai cánh tay mạnh hạo đưa ra, trước mặt của hắn tinh không vặn vẹo, một cái thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, thân ảnh ấy mơ hồ, về phía trước trực tiếp va chạm mà đi, nhấc lên tầng tầng sóng gợn, long trời lỡ đất. Hắc hồn lão tổ đứng mũi chịu sào, phát ra một tiếng gào thét mãnh liệt, khi hai tay nhấc lên, lực lượng căn nguyên toàn diện bạo phát, về phía trước mạnh đối kháng, ầm một tiếng, thân thể hắn trực tiếp tan vỡ, chia năm sẽ bảy, nhưng khi vỡ vụn, hắc hồn lão tổ lần nữa rống lớn những máu thịt vỡ vụn kia không ngờ cấp tốc biến thành đen, trong nháy mắt trở thành vô số hồn, cuốn hắc hồn lão tổ sắp bỏ chạy, nhưng vẫn là bị thân ảnh người khổng lồ kia đánh sâu vào, một loạt tiếng hét thảm thê lương từ trong hồn hắc hồn lão tổ truyền ra, hồn của hắn bằng mắt thường có thể thấy được tan vỡ, trong chớp mắt, hình thần câu diệt. Đường Đường hắc hồn lão tổ, sau khi tông môn bị diệt, bản thân cũng cuối cùng tử vong. Không có bất kỳ một cái hồn nào trốn ra toàn bộ dưới phong thiên quyết đều hủy diệt, thậm chí trong khi hủy diệt, khoảnh khắc hắc hồn lão tổ bị xóa bỏ, bên tai của hắn nghe được thanh âm chỉ có hắn cùng với mạnh hạo mới có thể nghe được, sơn hải chán ghét, phạt hình giết. Phong thiên quyết còn chưa kết thúc, mà là mang đánh sâu vào, mang uy áp ngập trời, mang hoảng sợ cùng khủng khiếp của tất cả mọi người, mang cả sóng gần tinh không, lại mang ý chí sơn hải giới, chạy thẳng tới lão bà. Lão bà sắc mặt tái nhợt, Ả à chính mắt thấy hắc hồn lão tổ tử vong, cho dù như thế nào ả à cũng không có nghĩ tới, lấy tu vi của mình, đuổi giết một tên mạnh hạo bị thương nặng không ngờ sẽ đưa tới thuật pháp hoảng sợ như thế, thuật pháp này ở ả à xem cũng không phải tu sĩ có thể trung chuyển và thi triển, bởi vì trong thân ảnh người khổng lồ này, ả à cảm nhận được ý chí cả sơn hải giới, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lão bà hét lên, thân thể ả à cấp tốc lui về sau, mắt thấy không thể trốn ra ả mạnh hét lớn một tiếng, bấm quyết, toàn thân tu vi bạo phát, lực lượng căn nguyên nổ vang, toàn thân tất cả bọc mũ nhô ra vào lúc này toàn bộ vỡ nát, vô số con rết màu trắng ngà bay ra, hướng về thân ảnh to lớn kia phát ra tiếng hét lên thê lương, trong tiếng hét lên, thân ảnh long thần rầm rầm phủ xuống, không phải nghìn trượng, mà là cao mấy vạn trượng, khí thế kinh người, đi đối kháng người khổng lồ kia, nhưng khoảnh khắc đụng chạm, long thần hét thảm, thân thể mắt thường có thể thấy được cấp cốc tiêu tán trong chớp mắt, đã bị người khổng lồ kia đánh sâu vào trực tiếp bao trùm, lão bà run rẩy, tuyệt vọng long thần tan vỡ, chi năm sẽ bảy, tất cả những con rết màu trắng ngà đều toàn bộ tử vong, trở thành tro bụi, lão bà phun ra máu tươi, toàn thân máu thịt bầy nhầy, quần áo đều hư hại, lộ ra da tràn đầy nếp nhăn, ở trên da, bất ngờ có một vật tổ, vật tổ này chính là long thần. Giờ phút này vật tổ tán phát ánh sáng mãnh liệt, long thần không ngờ xuất hiện lần nữa chỉ một lần, giống nhau là mấy vạn trượng, nhưng lại chân thật hơn, hướng về trên người người khổng lồ, dương nanh múa vuốt, phát ra trống giận, nhưng tiếng hô của nó vừa cứng rắn truyền ra, liền lập tức bị che mất, người khổng lồ đánh sâu vào quét ngang mà qua, trực tiếp khiến long thần vỡ nát, khiến vật tổ trên người lão bà trong phút chốc bị xanh xanh trừ đi, khiến cho khí tức lão bà này lập tức hơi yếu, tu vi lại từ đạo chủ rớt xuống, cùng lúc đó, một thanh âm chỉ có ả và mạnh hạo có thể nghe được vang vọng trong đầu bọn họ, tu dị tộc chi pháp, niệm sinh ở Sơn Hải, không lấy sinh cơ, chỉ phá hủy dị tộc mạch của ngươi. Lão bà máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bạch, người khổng lồ kia đánh sâu vào không làm ả thương tổn, mà là cuốn lên chạy thẳng tới huyền đạo tử mà đi. Đồng tử lúc này hai mắt co rút lại, tới lúc gấp rút tốc bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn ra người khổng lồ này đánh sâu vào, trong nháy mắt đã bị đuổi kịp, nhưng ngay khi bao trùm đồng tử này, đồng tử bỗng nhiên nâng tay phải lên, trong tay của hắn không ngờ xuất hiện một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia rất cổ xưa, mang thương tan, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, chính diện là chính ngọn núi chính phiến hải, mặt sau có hai cái phù văn cổ xưa, kỳ ý, cửu phong. Lệnh bài kia vừa mới xuất hiện, đồng tử đang bị người khổng lồ kia đánh sâu vào gào thét thê lương, bỗng nhiên truyền ra, tổ tiên từng lập công lớn, có cửu phong chí tôn khâm cho miễn tử lệnh, ngươi không thể làm thương ta chuẩn. Ngắn mũi trầm mặt sau, cái thanh âm này vang vọng trong đầu Mạnh Hạo và Đồng Tử, Đồng Tử thân thể run run một chút, lòng vẫn còn sợ hãi, lệnh bài trong tay hắn hóa thành tro bụi, mà trùng kích này tuy rằng bao trùng nhưng không gây bất kỳ thương tổn nào cho Đồng Tử, Đồng Tử nhìn lệnh bài thành tro, đau lòng, người khổng lồ này hóa thành trùng kích, không ngờ chạy thẳng tới thương thuyền Mạnh gia mà đi, trên chiếc thuyền, lấy làm kinh ngạc hét lên, mắt thấy người khổng lồ sắp tới gần, Mạnh Hạo nội tâm lo lắng phong thiên quyết này, mặc dù hắn thi triển ra, nhưng lại không bị khống chế. Nếu là có thể khống chế, hắn lập tức đã diệt sát đồng tử và lão bà kia. Nhưng trên thực tế, pháp này có ý chí của mình, ý chí kia dường như ngắn ngủi thức tỉnh, đối đãi tất cả sinh mạng sơn hải giới, giống như tinh lọc vậy, tinh lọc hết thảy ra ngoài. Trong tiếng nổ tầm ầm, trùng kích rơi vào trên chiếc thuyền, không có thương tổn hại chiếc thuyền chút nào, nhưng tu vi trên đó lại là từng tên một phát ra tiếng hét thảm thê lương, dường như đang bị trừng phạt, mặc dù những tộc nhân mạnh gia này trước đối mạnh hạo từng có tham niệm, nhưng dù sao bọn hắn cũng là tộc nhân mạnh gia, mạnh hạo không có khả năng đi diệt sát, hơn nữa, các loại tham niệm cũng không tính là nguyên nhân tử vong, mà quan trọng hơn là, bọn hắn cũng không biết quan hệ giữa mạnh hạo và mạnh gia, mạnh hạo cặp mắt ngưng một cái, mắt thấy người khổng lồ đánh sâu vào muốn bao trùm cả chiếc thuyền, hắn bỗng nhiên cưỡng ép thu đạo pháp hai cánh tay mạnh rơi xuống, thân thể hắn chấn động, một nguồn máu tươi phun ra, thân thể hư nhược hơn. Đây không phải là cưỡng ép thu pháp tạo thành, mà là thi triển phong thiên quyết này dường như hút hết hết thảy thần thức mạnh hạo, khiến hắn lúc này hư nhược không phải thân thể, mà là hồn. Theo mạnh hạo thu pháp, thân ảnh người khổng lồ kia dường như quay đầu lại sâu đậm liếc nhìn mạnh hạo một cái, một cái nhìn này, mạnh hạo trong ốc ông một tiếng, hắn dường như ở trên khuôn mặt người khổng lồ thấy được, chính mình. Nhưng không đợi hắn cẩn thận đi xem, người khổng lồ này tiêu tán, Mạnh Hạo không có nửa điểm chần chờ, thân thể cấp tốc lui về sau, không để ý thương thế, triển khai toàn lực, chạy thẳng tới khu vực 33 điều sáng tuyến sở tại, hắn như cũng muốn đi tử địa, bởi vì, trong nháy mắt người khổng lồ tiêu tán, lão bà và đồng tử đều oán độc nhìn về phía Mạnh Hạo bỗng nhiên đuổi tới, so với lão ẩu, Huyền đạo tử tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt tới gần, mắt thấy liền muốn đuổi kịp Mạnh Hạo. Mạnh hạo thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành đại bàng màu xanh, tốc độ bạo tăng, tầm một tiếng lần nữa kéo ra khoảng cách, huyền đạo tử hừ lạnh, đang muốn đuổi theo, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến hóa, không thua gì khủng khiếp trước đối phong thiên quyết, bước chân hắn mạnh chợt ngừng, chẳng những là hắn như vậy, lão bà kia cũng là nhanh chóng dừng lại, sắc mặt liên tục biến hóa, ngơ ngác nhìn phía trước, mất tiếng, đó là 33 địa chính là khu vực 33 điều sáng tuyến sở tại, giờ phút này khu vực lớn hơn, bao trùm bốn phương tám hướng đã lan tràn đến chỗ này, mạnh hạo hóa thành đại bàng màu xanh, không chần chờ chút nào, trong phút chốc liền xông vào trong khu vực này, 33 địa, lại là 33 địa lần nữa mở ra, lần này chỉ là sơ khai, dựa theo đã từng ghi lại, 33 địa có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào để bác Sơn Hải, một khi xuất hiện liền kéo dài không đều thời gian, cho đến hoàn toàn mở ra khi hoàn toàn mở ra, chính là thời điểm nguy hiểm nhất, đạo tôn đều sẽ rơi xuống, nhưng cho dù bây giờ là sơ khai, nguy cơ cũng giống vậy, chết tiệt, 33 địa này vạn năm không mở một lần, không ngờ giờ này trùng hợp như vậy mở ra. Huyền đạo tử trầm mặt, cắt cao nhìn chầm chầm mạnh hạo, nếu không phải là căn nguyên của hắn mãnh liệt đang động, hắn sẽ không chậm trễ chút nào rời đi, dù sao hắc hồn lão tổ đã vẫn lạc, không thể trở thành nô bộc của bất kỳ kẻ nào bất kỳ tông môn nào đuổi giết Mạnh Hạo cũng sẽ không có ý nghĩa, nhưng một đường khả năng đạo nguyên kia khiến nội tâm Huyền đạo tử rối tung, sau một lúc lâu hắn hung hăng cắn răng một cái, cất bước chạy thẳng tới khu vực 33 địa bay đi, đánh cuộc một phen, thành, đạo nguyên của ta có khả năng thu được, khả năng này tính cho dù rất nhỏ, cũng như cũ đáng giá đi đánh bạc, thua, lấy tu vi của ta, tại 33 địa sơ khai này cũng chưa chắc sẽ vẫn là, Huyền đạo tử quyết định chủ ý, bất cứ giá nào tốc độ nhanh hơn, lão bà lại là sắc mặt liên tục biến hóa, biến đổi không ngừng. Truyền thuyết 33 địa này thủy chung tồn tại trong đệ bát Sơn Hải. Trong truyền thuyết, ở trên 33 thiên phong ấn Sơn Hải giới, dưới 33 địa không tồn tại phong ấn, mà là một chỗ đất mai tán. Nơi đó mai tán năm đó chí tôn tiên giới cùng hai cổ thế lực kinh khủng ở trong chiến tranh, tất cả dị tộc không thể bị hủy diệt tử vong, luôn có một số dị tộc cường đại, cho dù tử vong nhưng thân thể lại khó có thể bị vỡ nát, thậm chí tử vong cũng không phải là chân chính chết đi, kỳ hồn bất diệt, chỉ có thể bị trấn áp, cho nên mới có 33 địa này. Truyền thuyết, 33 địa này là năm đó ba vị trí tôn liên thủ chế tạo ra, trong đó lấy cửu phong trí tôn là chủ, dùng để trấn áp những dị tộc hồn bất diệt kia, 33 địa, chính là một nhà giam kinh khủng. 33 điều sáng tuyến, đại biểu 33 mộ địa, đại biểu năm đó bị trấn áp, 33 dị tộc cường đại đến kinh khủng. Mà mỗi một lần 33 địa mở ra, không phải là vì để người đi vào, mà là đại biểu lực lượng phong ấn bên trong giảm bớt, cần bổ sung một phen, sẽ lần nữa ẩn giấu đi. Nhưng ở trong quá trình mở ra, cũng cho những người khác khả năng đi vào, có lẽ có thể ở bên trong, thu được tạo hóa thuộc về bản thân. Tạo hóa này có thể lớn có thể nhỏ, mà có rất ít người có thể so với lão bà này rõ ràng về tạo hóa trong 33 địa này bởi vì, Long thần giáo bọn họ đã từng chỉ là một tông môn nhỏ, cũng không gọi Long thần giáo. Năm đó lão tổ chính là ở trong 33 địa trong ngục thứ 19 phát hiện Long thần, cũng thu được truyền thừa, do đó, thành lập Long thần giáo, 33 địa mở ra. Trong đệ Bác Sơn Hải lại muốn nhấc lên một cuộc mưa máu gió tanh. Lão bà cắn răng một cái, lúc này tu vi của ả rất xuống, không còn là đạo chủ, lại mất đi lực lượng Long thần, tổn thất quá lớn, nếu Huyền đạo tử kia cũng dám xong ánh mắt ả nhoáng lên một cái, cất bước cũng xông về 33 địa, ả không phải là vì mạnh hạo mà đi, mà là vì tạo hóa bên trong. Gần như khi huyền đạo tử và lão bà đều bước chân vào khu vực 33 địa sau, chiếc thuyền mạnh gia cũng chậm rãi bay tới, bên trong truyền ra tiếng kích động trống lớn của thanh niên thân là thiếu chủ kia, đều đi qua, các ngươi đều đi qua, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Thu hồi tạo hóa trong 33 địa cho ta, không quản cái gì tạo hóa, thu hồi lại. Bổn thiếu có trọng thưởng, trọng thưởng đều đi qua, chết tiệt, người nào dám không đi, về đến gia tộc ta liền báo lên tông lão. Ngoại trừ thập nhất thúc ngươi phải bảo vệ ta ra, tất cả những người khác đều đi. Dưới sự yêu cầu cưỡng ép của thanh niên này, mấy chục tu sĩ mạnh gia run rẩy không thể không bay ra, chạy thẳng tới 33 địa, trong đó có một tu sĩ, chính là toàn thân tràn đầy vết bầm, Mạnh Trần. Đăng bởi: admin chương 1585, tham lan quy thể. Mạnh hạo xông vào phạm vi 33 địa cực nhanh, huyền đạo tử cùng bà lão phía sau hắn cấp tốc truy kích, ba người nhanh chóng lao đi trong phiến khu vực tràn đầy khí tức tử vong này. Ánh mắt mạnh hạo hiện lên vẻ lạnh lùng, nếu hắn đã lựa chọn bước chân vào khu vực tử vong này, thì đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Nhưng 33 con đường đang sáng lên kia, không biết có phải ảo giác hay không, mà mạnh hạo như cảm nhận được chỉ có vài ba cái trong đó là có thể đi vào những cái khác dường như vẫn chưa hoàn toàn mở ra ánh mắt của hắn hơi co lại không chút chần chờ nhoáng lên một cái chạy thẳng tới con đường ánh sáng gần nhất con đường ánh sáng này giống như một cái miệng đang há to nuốt vào sinh cơ phun ra tử khí chỉ trong chốc lát mạnh hạo đã tới gần rồi nhanh chóng bước vào bên trong biến mất phía sau hắn huyền đạo tử cùng bà lão nghiến răng một cái cũng đuổi theo vào vùng cấm ở phía sau hơn chính là những tộc nhân của mạnh gia đang run rẩy toàn thân bọn họ chỉ có tu vi tiên cảnh bất kỳ một thiếu chủ có đầu óc nào cũng sẽ không sai tộc nhân chỉ là tiên cảnh tham dự vào trận chiến của đạo cảnh nhưng cố tình tên thiếu gia được gọi là thiếu chủ mạnh gia này lại cưỡng ép hạ xuống mệnh lệnh kia nếu như có tộc nhân nào dám vi phạm thì chờ đợi bọn họ chính là hình phạt sau khi trở về gia tộc cho nên thời khắc này bọn họ chỉ có thể nghiến răng làm liều một sống hai chết không có đường lui những tộc nhân mạnh da này trong mắt vàng lên tia máu, mang theo vẻ bi ai lần lượt bay vào cái khe nứt lộ ra con đường ánh sáng kia. Không lâu sau, khi đám người mạnh da tiến vào 33 địa, thì ở phía xa trong tinh không, có một bộ xương trắng đang dùng tốc độ cực nhanh bay đến, trong khoảnh khắc đã tới gần, cùng với đó, còn có mấy chục bóng người mơ hồ bay theo. Khi bộ xương trắng dừng lại, những thân ảnh kia trong nháy mắt cũng hiển lộ ra, sắc mặt từng người đều lạnh lùng vô cảm, trên người tỏa ra sát khí. Trên chiếc thuyền mạnh gia, tên thanh niên là thiếu chủ kia vừa nhìn thấy bộ xương trắng này, sắc mặt lập tức đại biến, hàng. Hàng thanh lôi. Hắn tỏ ra rất khẩn trương nhìn về bộ xương trắng kia. Lão già bên cạnh lập tức bước ra chắn trước người hắn, phòng hộ trên chiếc thuyền cũng trực tiếp mở ra. Thời khắc này, ngồi ở trên bộ xương trắng chính là một thanh niên áo bào đen, một tay chống cầm. Người này, chính là danh sách núi thứ 8, hàng thanh lôi, mạnh gia. Hàng Thanh Lôi hiện ra sát khí, ánh mắt quét qua chiếc thuyền mạnh gia, sau đó lại nhìn về phía 33 địa, nhíu mày, Mạnh Hạo ở nơi nào? Hàng Thanh Lôi hờ hững lên tiếng, thanh âm vang vọng khắp bốn phương tám hướng, thân thể tên thanh niên thiếu chủ mạnh gia thời khắc này rung lên bần bật, hắn hung ác đối với tộc nhân, hắn hung ác đối với Mạnh Hạo vì không biết trời cao đất rộng, cũng có cuồng vọng, nhưng duy chỉ có Hàng Thanh Lôi, là hắn cảm thấy sợ hãi không thôi, Mạnh Hạo đi vào khu vực này, trả lời hàng thanh lôi là lão già mạnh gia hộ đạo thiếu chủ kia. Lão già này rất cảnh giác, hắn biết không thể xem thường hàng thanh lôi, cũng biết ân oán sống chết giữa mạnh gia cùng đối phương, 33 địa hình thức ban đầu. Hàng thanh lôi nhíu mày, sau khi cẩn thận nhìn 33 con đường sáng lên kia, ánh mắt hắn lập tức trở nên quyết đoán, rồi hiếm thấy bỏ qua cho chiếc thuyền của mạnh gia, khởi động bộ xương trắng bay thẳng tới khu vực mạnh hạo tiến vào những thân ảnh xung quanh hàng thanh lôi lần nữa trở nên mơ hồ, vây quanh hắn, cùng tiến vào theo. Mấy canh giờ sau, tinh không xung quanh chỗ này xuất hiện từng luồng cầu vòng xé gió bay đến, bên trong những cầu vòng này đều là tu sĩ thiên thần liên minh. Trong lúc truy tìm mạnh hạo thì đồng thời cũng đã nhận ra 33 địa xuất hiện, trong lúc nhất thời, mỗi người đều truyền ra tiếng kinh hô, rồi nhanh chóng lấy ra ngọc giảng, truyền tin về tông môn. Trong thời gian ngắn ngủi, thiên thần liên minh lập tức chấn động, vô số tu sĩ vội bay tới 33 địa, địa phương, thần bí nhất trên toàn đệ Bắc Sơn Hải, thậm chí cho dù là trên thắp Sơn Hải giới, cũng là như vậy, 33 địa mở ra, chấn động đệ Bắc Sơn Hải, dần dần, tu sĩ xuất hiện bên ngoài 33 địa ngày càng nhiều, nhưng chân chính tiến vào, lại không có bao nhiêu, dường như mạnh hạo đã không còn là vấn đề quan trọng, mà quan trọng chính là cơ duyên trong 33 địa này, giờ phút này, 33 địa đang không ngừng khuếch trương trên phạm vi lớn, bất kể là Mạnh Hạo, Huyền đạo tử hay bà lão kia, còn có những tộc nhân mạnh gia, sau khi tiến vào, thân hình đều lập tức biến mất, bên trong 33 địa, Mạnh Hạo tiến vào một nơi hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, chỗ này tự thành một thế giới, bầu trời toàn một màu xám tro, tràn ngập tử khí vô tận, khắp nơi trên mặt đất đều vỡ vụn, vô số thân thể thối rữa đang mờ mịt bước đi, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm gừ vang vọng khắp bốn phương tám hướng, tử khí dày đặc có thể dập tắt sinh cơ sau khi mạnh hạo tiến vào mảnh thế giới này hắn nhìn xung quanh liền cảm nhận được tử khí nơi này da tay của hắn đang từ từ khô héo sinh cơ của hắn đang từ từ bị ăn mòn ngay cả cảnh giới vĩnh hằng cũng không có tác dụng khiến cho thương thế mạnh hạo nặng hơn một chút xa xa có một tấm bia đá to lớn mặc dù khoảng cách rất xa nhưng mạnh hạo vẫn có thể thấy rõ chữ viết trên tấm bia đó phong bỉ ngạn trấn áp kỳ hồn hải đạo đại thiên tôn ở nơi này vạn vạn năm hàng chữ tràn đầy bá đạo vô thượng, nó đứng sững tại trung tâm thế giới này, tựa như đang phong ấn phiến thiên địa này vậy. Mà ở dưới cùng hàng chữ bất ngờ viết một cái tên, Cửu Phong, trong nháy mắt khi Mạnh Hạo nhìn đến cái tên này, trong đầu liền ầm ầm chấn động, dọc chí tôn huyết trong cơ thể hắn vào giờ khắc này tự động sôi trào, trong chớp mắt đã hóa thành khí huyết, tràn ngập toàn thân Mạnh Hạo. Mơ hồ, nhịp tim của Mạnh Hạo dường như sinh ra cộng hưởng với thế giới này, thình thịch, thình thịch theo nhịp tim của hắn vang lên, mặt đất đột nhiên chấn động, vô số thân ảnh đang lượn lờ trên mặt đất đồng loạt dừng lại, bất ngờ đều ngẩng đầu nhìn về Mạnh Hạo, cũng chính vào lúc này, phía sau Mạnh Hạo chợt truyền đến tiếng hô hoáng, chính là Huyền đạo tử cùng bà lão kia đang đuổi giết tới, Mạnh Hạo, cho dù ngươi trốn vào nơi này thì vẫn phải chết. Huyền đạo tử vừa rống lớn, vừa phóng thẳng tới Mạnh Hạo, sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên, hung hăng nghiến răng một cái, không tiếc thương thế tăng thêm, hóa thành đại bàn màu xanh, ầm một tiếng chạy thẳng tới tấm bia đá sững sững trong thiên địa kia. Hắn mơ hồ cảm nhận được một cổ triệu hoáng ở nơi đó, trong tiếng nổ vang quanh quẩn, tốc độ mạnh hạo tăng nhanh. Càng đến gần tấm bia đá, chí tôn huyết trong cơ thể hắn lại càng sôi trào, hơn nữa, trong quá trình đó, mạnh hạo vui mừng phát hiện, thương thế của mình không ngờ đang chậm rãi khôi phục. Cũng đúng lúc này, những thân ảnh ngây ngốc trên mặt đất kia, bỗng nhiên phát ra một loạt tiếng gầm thét thê lương, Bất ngờ toàn bộ đều bay ra, lao thẳng tới Mạnh Hạo và Huyền Đạo Tử, tựa như chúng muốn ngăn cản hai người bọn họ tiến tới gần tấm bia đá vậy. Lúc này, những tộc nhân của Mạnh gia cũng lần lượt xuất hiện trong phiến thế giới này, sắc mặt từng người một đều tái nhợt, hoảng sợ nhìn xung quanh, trong tiếng nổ ngập trời, những thân ảnh thối rữa kia đang bay tới cực nhanh, trong số thân ảnh này có tu sĩ, cũng có hung thú, quần áo đều rất cổ xưa, khác hẳn trang phục hiện tại. Hiển nhiên bọn họ đều là những nhân vật tham gia cuộc chiến tranh năm xưa bị trấn áp ở nơi này thấy có mấy chục thân ảnh đang bay tới gần mình ánh mắt mạnh hạo lóe lên một cái thời khắc này trong đầu hắn đang hiện lên từng hình ảnh đã trải qua đó là hình ảnh tiên cư tại đệ cửu sơn hải ở nơi đó hắn đã gặp được phong yêu đời thứ sáu từ đó mà học song sinh tử cấm phong yêu đệ lục cấm trong ký ức của hắn dường phong yêu đời thứ sáu cũng gặp phải những thân ảnh như thế này lúc đó hắn đã dùng sinh tử cấm của bản thân, khống chế xung quanh, tràn diện năm đó, vô cùng tương tự với một màn trước mắt này, chỉ khác là một cái ở tại tiên khư, còn một cái ở tại 33 địa mà thôi. Trong nháy mắt khi những thân ảnh kia lao tới, ánh mắt mạnh hạo chợt lóe sáng, không chần chờ chút nào, tay phải nâng lên phát ra một chỉ, thi triển ra đệ lục cấm. Trong tay của hắn lập tức xuất hiện mấy chục cái phù văn hình người, nhấp nháy lóe sáng. Cùng lúc đó, Mi tâm của những thân ảnh thối rửa kia cũng chợt hiện ra phù văn, sau khi nhấp nháy cùng nhịp với phù văn của mạnh hạo phát ra, những thân ảnh thối rửa kia lập tức rung mạnh, trong phút chốc, phù văn từ mi tâm của bọn chúng bay ra, bắn thẳng tới tay mạnh hạo. Cùng lúc đó, trong đầu mạnh hạo chợt chấn động, hắn cảm nhận được, trong đầu mình, nhiều thêm ra thân ảnh mấy chục người, có thể khống chế, sinh tử cấm chưa có lúc nào lại được thi triển dễ dàng như lúc này. Mạnh hạo không kịp nghĩ nhiều, lập tức truyền ra mệnh lệnh, mấy chục thân ảnh kia liền gào thét sượt qua bên cạnh mạnh hạo, phóng thẳng tới huyền đạo tử cùng bà lão phía sau. Huyền đạo tử thất kinh, hắn không biết mạnh hạo triển khai pháp thuật gì, mà mấy chục thân ảnh kia không ngờ lại làm như không thấy mạnh hạo. Trong lòng huyền đạo tử hết sức trúng động, bà lão kia, cũng là như vậy, mạnh hạo cũng không quay đầu lại, mà tăng tốc kéo giãn khoảng cách với hai người. Nhưng hắn phản kích, chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi một đường bay nhanh, hãy gặp thân ảnh thối rửa nào ngăn cản, mạnh hạo lập tức hạ lạc ấn sinh tử cấm lên thân ảnh đó, rồi truyền ra mệnh lệnh giết chết huyền đạo tử cùng với bà lão kia, rất nhanh, rốt cục mạnh hạo cũng đến gần phạm vi tấm bia đá. Đoạn đường này, những thân ảnh bị hắn khống chế đã trên trăm người, lúc này đều đang chém giết cùng hai người huyền đạo tử, bọn chúng không sợ sống chết, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, tử khí tràn ngập, giết chóc ngập trời theo tiếng nổ như sấm rền từ xa truyền tới, rốt cục mạnh hạo cũng hạ chân xuống bia đá. Hắn cúi đầu xuống thì thấy, tấm bia đá này tựa như một thân cây to lớn đâm thẳng xuống lòng đất vậy, cũng không biết là đâm sâu bao nhiêu, chính xác hơn mà nói, đây chính là một tấm bia mộ khổng lồ. Nếu như nó là bia mộ, như vậy trên thực tế, phiến thiên địa này chính là một mộ phần. Trong lúc mạnh hạo lẩm bẩm, thì cổ triệu hoáng đến từ tấm bia mộ, còn có chí tôn huyết trong cơ thể mạnh hạo chợt sôi trào, khiến cho tốc độ khôi phục tu vi của hắn cũng nhảy vọt ánh mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị thương thế của hắn quá nặng nếu như có thể khôi phục lại đừng nói là bia mộ cho dù là một khối cổ thi hắn cũng không thèm quan tâm thời khắc này thân thể nhắn nhoáng lên một cái trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên đỉnh tấm bia mộ trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đúng lúc này toàn bộ bia mộ chợt ầm ầm chấn động chí tôn huyết trong cơ thể hắn càng thêm sôi trào tu vi của hắn dùng một loại tốc độ khủng khiếp, đang nhanh chóng khôi phục lại. Mạnh hạo vừa trị thương, vừa ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía huyền đạo tử cùng bà lão ở phía xa đang bị vô số thân ảnh thối rửa tầng tầng bao vây, ánh mắt lộ ra sát cơ. Trong lúc mạnh hạo đang khoanh chân tĩnh tọa, thì tại vị trí mặt đất phía sau bia mộ, đột nhiên lộ ra, một đôi mắt tham lam nhìn về phía hắn. Đã rất lâu rồi, chưa thấy người, ánh mắt của ta không thể thấy được bất kỳ người sống nào, cho dù có người ngoại giới tiến vào ở ngay trước mặt, ta cũng không thể thấy được, duy chỉ có hắn. Không ngờ ta lại thấy được hắn. Cổ thân thể hoạt bác này, tham lan ta, nhất định phải đoạt được, đăng bởi, admin, chương 1586, phản kích. Mạnh hạo mạnh quay đầu lại, nếu mày nhìn về khoảng hư vô phía sau, khi nhìn xuống mặt đất, ánh mắt của hắn thậm chí còn tiếp xúc với ánh mắt kia. Nhưng trong mắt của mạnh hạo hết thảy đều như thường. Không có bất kỳ dị trạng nào, có điều, trong cảm nhận của hắn, tại một cái chớp mắt vừa rồi, hắn mơ hồ cảm thấy dường như mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm vậy, nơi này rất quỷ dị. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, rồi lại quay đầu tiếp tục nhìn về phía Huyền Đạo Tử cùng bà lão đang bị tầng tầng bao vây ở phía xa, bản thân hắn thì tiếp tục tĩnh tọa khôi phục tu vi, mặt đất phía sau hắn, cặp mắt kia hơi co rụt lại, cảm ứng thật kinh người, thân thể như vậy, quá thích hợp với ta đoạt xá hắn, sau đó, ta muốn trốn khỏi cái địa phương chết tiệt này, thời gian dần trôi qua, thương thế mạnh hảo lúc này đã khôi phục được một nửa. Xa xa vẫn đang truyền lại những tiếng đổ vang, huyền đạo tử cùng bà lão càng ngày càng bị nhiều thân ảnh vây công, thậm chí có một vài thân ảnh bất ngờ tản ra khí tức đạo cảnh, hiển nhiên khi còn sống những người này đều là cường giả đạo cảnh, lực lượng căn nguyên của bọn họ mặc dù tiêu tán, nhưng theo bản năng vẫn còn lưu lại một chút trong thân thể. Theo tử khí lâu ngày xâm nhập lại càng hùng hậu, cho là huyền đạo tử cũng phải kinh hãi, về phần bà lão lại đang hết sức sợ hãi, hai người liên thủ, không ngừng thi triển thần thông phạm vi lớn, khiến cho nơi này vang lên tiếng nổ ngập trời, cũng chính vào lúc này, trong trời đất chợt hiện ra sương mù cuồn cuộn, sương mù này màu xám tro, rất nhanh đã bao phủ khắp nơi, khiến người ta không thể thấy được quá xa, gần như trong nháy mắt khi sương mù xuất hiện, tóc gáy toàn thân mạnh hạo liền dựng ngược, hắn không chần chờ chút nào nhanh chóng rời khỏi nơi đang ngồi sau đó hắn chợt quay đầu lại vung tay ầm ầm bạo phát ra căn nguyên thần hỏa quét thẳng tới bia mộ nơi hắn vừa ngồi nhìn như không có gì kia hai mắt mạnh hạo lóe lên trong lòng tỏ ra vô cùng cảnh giác trong chớp mắt vừa rồi kia hắn cảm nhận được rõ ràng có một cổ hàng khí dùng tốc độ không cách nào tưởng tượng phóng tới mình nếu không phải mình né nhanh chỉ sợ đã bị hàng khí kia đông cứng có điều thời khắc này bất kể hắn nhìn như thế nào đều không thấy được chút dị thường. Mạnh hạo trầm mặt, chậm rãi lui về sau, chớp mắt đã biến mất trong màn sương mù. Mà ở trên tấm bia đá nơi mạnh hạo vừa tỉnh tọa, lúc này lại có một cái thân ảnh mơ hồ đang nằm đó. Thân ảnh kia như được hợp thành từ sương mù vậy, duy chỉ có cặp mắt là rõ ràng, lộ ra ánh sáng đỏ thẫm đang nhìn chầm chầm theo bóng lưng mạnh hạo đi xa, không ngờ hắn lại có thể phát hiện ra ta tới gần. Xem ra thần thức người này rất mạnh nhưng cũng không hề gì hắn càng mạnh sau khi ta đoạt xá càng có thể phát huy được nhiều ta đã bị trấn áp ở chỗ này quá lâu rồi chết tiệt ta muốn đi ra ngoài ta muốn đánh ra ngoài thân ảnh kia lẩm bẩm rồi thân hình vặn vẹo nhoáng lên một cái tiến vào màn sương mù biến mất tốc độ mạnh hạo rất nhanh cảm giác nguy cơ thời khắc này càng thêm mãnh liệt mạnh hạo vô cùng cảnh giác đối với mảnh thế giới này hắn nhìn sương mù xung quanh ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một cái chỗ này nguy hiểm đối với ta, thì cũng có nguy hiểm đối với những người khác, giờ này sương mù đang phủ xuống, chính là lúc ta giết ngược lại, mạnh hạo lập tức nhoáng lên một cái, dựa theo địa phương trong trí nhớ nơi huyền đạo tử cùng bà lão bị vây đánh lúc trước, lập tức lao đi, không bao lâu, phía trước liền truyền đến một loạt tiếng nổ như sấm rền, còn có tiếng quát của huyền đạo tử vang lên, truyền ra dao động của pháp thuật. Màn sương mù này như che khuất hết ánh sáng, khiến mạnh hạo không thể nhìn rõ, nhưng sát khí trong mắt hắn lại càng phát ra mãnh liệt, đến cuối cùng, thậm chí hắn nhắm nghiền hai mắt lại, dần dần, thế giới của hắn vốn đen như mực, bất ngờ xuất hiện 19 hình ảnh, 19 hình ảnh này là dùng góc độ bất đồng quan sát hiển thị ra, thế giới từ hình ảnh kia hiển thị ra chỉ toàn một màu u ám, không có màu sắc khác, đó chính là hình ảnh do những thân ảnh bị Mạnh Hạo dùng sinh tử cấm khống chế truyền lại, lúc này đã trở thành con mắt của hắn, Mạnh Hạo vô thanh vô tức chậm chậm lách qua từng thân ảnh một, tránh khỏi tất cả những thân ảnh thối rửa mạnh mẽ bay đi trong màn sương mù sau mười mấy nhịp thở đột nhiên tốc độ hắn bạo tăng khi mở mắt ra đã mang theo sát cơ ngập trời nhanh chóng bay thẳng tới phía trước tay phải nắm lại lực lượng la thiên đạo tiên trong cơ thể bạo phát truyền ra tiếng nổ vang thi triển ra một quyền sát thần một quyền này đánh thẳng về phía bà lão phía trước bà lão đang không ngừng thi pháp diệt sát những thân ảnh tử vong lao tới dĩ nhiên đã mệt mỏi không chịu nổi thời khắc này đột nhiên mạnh hạo bộc phát khiến bà ta thất kinh không kịp cẩn thận quan sát một quyền sát thần của mạnh hạo đã ầm ầm đánh tới rầm 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 tiếng nổ ngập trời truyền ra một quyền này trực tiếp đánh lên ngực bà lão khiến bà ta phun ra máu tươi bị chấn lui về sau hai mắt bà lão co rút lại phát ra tiếng gầm thê lương mạnh hạo thân thể bà ta bay nhanh về sau đồng thời lấy ra pháp bảo triển khai thần thông định phản kháng lại nhưng từ trong màn này sương đột nhiên chui ra một con đại bàng màu xanh, vung trảo bắt lại, rầm rầm rầm. Tiếng nổ truyền ra vang vọng, huyền đạo tử kinh hải, cấp tốc bay trở lại, nhưng trong nháy mắt khi hắn vọt tới, chung quanh hắn chợt có hơn 10 thân ảnh tử vong điên cuồng tiến lên cản trở, cút ngay. Huyền đạo tử gầm nhẹ. Bà lão lại lần nữa truyền ra tiếng hét thảm, cứu ta. Bà lão hoảng sợ, nhìn xung quanh thấy không rõ được gì thời khắc bà ta bay nhanh về sau, trước ngực máu thịt bầy nhầy, trên đầu hiện ra ba cái lỗ, ốc trắng máu đỏ ồ ồ chảy ra, mạnh hạo cũng không chịu nổi, máu tươi tràn ra, thương thế hắn dù sao vẫn chưa khôi phục, lại mạnh mẽ ra tay giết bà lão, nên thời khắc này càng thêm nghiêm trọng. Nhưng sát khí trong mắt của hắn chẳng những không giảm bớt, mà ngược lại còn càng thêm điên cuồng, hắn cất bước nhanh chóng truy kích, trong khoảnh khắc đã đuổi kịp, tay phải vung lên, căng nguyên thần hỏa ầm ầm cuốn thẳng tới bà lão bà lão cắn răng đang bấm quyết bạo phát ra lực lượng căn nguyên quét ra thì mạnh hạo đã từ một hướng khác triển khai chí tôn kiều dùng lực lượng chí tôn kiều trực tiếp trấn áp bà lão kêu lên thê lương thảm thiết thân thể truyền ra tiếng ầm ầm xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn khi bà ta lại lần nữa bỏ chạy thì huyền đạo tử đã đánh chết được tất cả thân ảnh tử vong ngăn cản trước mặt nhanh chóng bay tới vị trí mạnh hạo hai mắt mạnh hạo lóe lên một cái tay trái lấy ra quả niết bàn quả thứ tư đặt tại mi tâm tốc độ của hắn ầm ầm bạo phát bay vọt tới phía trước bà lão tay phải nâng lên trảo vào hư không gương đồng xuất hiện anh vũ hiện ra liên tục than vãn nhưng động tác không chút chậm trễ dựa theo ý của mạnh hạo hóa thành chiến binh chiến binh vừa ra khí thế mạnh hạo tăng lên ngập trời cơ hồ tranh đoạt cùng huyền đạo tử từng giây một ngay khi huyền đạo tử trống giận sắp sửa tới gần hắn đã cầm chiến binh xẹt qua lão ẩu gầm nhẹ toàn lực chống cự nhưng trước đó bà ta vốn đã bị thương dưới phong thiên quyết tu vi bị rơi xuống vừa rồi lại bị mạnh hạo cường công muốn giết chết thời khắc này đã nỏ mạnh hết đà hết thảy phản kháng của bà ta bất kể pháp bảo hay thần thông trong chớp mắt đều bị mạnh hạo dùng thân thể ngạnh kháng chiến binh của hắn phát ra một ánh đao rực rỡ xẹt qua một cái tiếng hét thảm chợt khựng lại một cái đầu bay lên thân thể bà lão ầm ầm tan vỡ nguyên thần định chạy trốn nhưng dưới chiến binh hạ xuống cũng bị phá thành mảnh nhỏ. Một vị đạo cảnh, đã chết trong tay Mạnh Hạo, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhật, pháp thuật và pháp bảo bà lão đánh ra trước khi chết, khiến cho Mạnh Hạo lần nữa bị thương nặng. Trong mắt hắn vàng lên tia máu, trong chớp mắt lại bay đi xa, Mạnh Hạo. Tiếng trống giận của huyền đạo tử từ phía sau ầm ầm truyền đến, vang vọng thấp thế giới bị sương mù bao phủ này. Lúc này, bên trong phiến thế giới này, tộc nhân mạnh gia đã chết thảm trọng, toàn thân mạnh trần tràn ngập máu tươi, cũng đang chạy trốn. Về phần hàng thanh lôi thì đang ở trong màn sương mù tiến về phía trước, tỏ ra vô cùng cẩn thận, tùy tùng chung quanh hắn đã xuất hiện thương vong. Sự đáng sợ của 33 địa này khiến lòng hắn sợ hãi không thôi, thời khắc này, trong màn sương mù cũng không phải chỉ có bọn họ. 33 địa hình thức ban đầu, cũng không phải tất cả con đường ánh sáng đều mở ra, trên thực tế chỉ có vài ba con đường mà thôi, cho nên không ngừng có tu sĩ thiên thần liên minh ở bên ngoài mạo hiểm tiến vào, có điều số người lựa chọn tiến vào dĩ nhiên cũng không nhiều, trong đó có 2/3 phần 10 chính là lựa chọn tiến vào đầu ánh sáng mạnh hảo bước vào, mà người có can đảm tiến vào, tu vi đều không yếu, thấp nhất cũng là cổ cảnh hậu kỳ, thậm chí còn có chuẩn đạo tiến vào, muốn tìm kiếm đồ vật trong truyền thuyết có thể giúp cho chuẩn đạo bất tử, đồng dạng, cũng có không ít cường giả đạo cảnh lần lượt tiến vào theo từng con đường ánh sáng khác nhau cho nên khi tiếng gào thét của Huyền đạo tử truyền ra, tất cả tu sĩ trong màn sương mù đều nghe được, trong lòng lập tức chấn động. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể cấp tốc bay đi. Hắn thu hồi chiến binh lại, miết bàn quả rơi xuống. Hai mắt của hắn tràn ngập tơ máu, khí huyết toàn thân dần dần tăng lên. Phía sau Mạnh Hạo, thân ảnh vô hình kia vẫn luôn bám theo quan sát hắn, trong mắt hắn lộ ra vẻ tham lam. đã lâu rồi chưa thi triển huyết yêu đại pháp. Mạnh Hạo lẩm bẩm hai mắt càng hiện thêm nhiều tia máu, bay vọt đi. Bỗng nhiên, phía trước hắn xuất hiện một thân ảnh tử vong đang lượn lờ, gần như khi hắn vừa thấy được thân ảnh này, thì thân ảnh tử vong kia cũng chợt xoay người phát ra tiếng gào thét, lao tới mạnh hạo, mạnh hạo không ha lạc ấn xuống người nó, mà nhán một cái tiếng đến sát người nó, tay phải biến thành màu máu, nâng lên vỗ vào thân ảnh kia. Thân ảnh kia chấn động, thân thể lập tức khô héo, trong nháy mắt liền trở thành tro bụi một cổ khí tức màu xám trao bay ra chui thẳng vào trong cơ thể mạnh hạo thân thể mạnh hạo khô héo hơn một chút đối với thương thế cũng không có chút trợ giúp nào mạnh hạo lắc đầu tiếp tục đi về phía trước không bao lâu bỗng nhiên cặp mắt hắn lóe lên một cái thân thể nhanh như điện lao đi trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt một tên tu sĩ cổ cảnh tên tu sĩ này đã từng tham dự qua đợt đuổi giết mạnh hạo sau đó thấy tình hình không ổn mới rời đi lúc này quay trở lại hắn tỏ ra hết sức cẩn thận mạnh hạo trong nháy mắt bay tới tên này chỉ kịp biến sắc thì tay phải đỏ thẫm của mạnh hạo đã đặt lên đỉnh đầu hắn hút mạnh một cái tên tu sĩ đang định hét lên thê lương đã bị mạnh hạo bóp lấy miệng thân thể hắn mắt thường cũng có thể thấy được đang rung lên trở nên khô héo trong chớp mắt toàn bộ sinh cơ máu thịt tu vi cùng hồn phách của hắn đều bị mạnh hạo trực tiếp hút đi rất nhanh người trong tay hắn đã trở thành thây khô vừa buông ra đã hóa thành cho bụi sắc mặt mạnh hạo không còn tái nhợt nữa hắn liếm môi một cái hai mắt vẫn vàng đỏ như cũ tiếp tục bay đi đăng bởi admin